Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, các bạn thân mến. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cũng như đăng ký kênh và nhấn nút chia sẻ, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác trên kênh các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chúc các bạn có được giây phút thư giãn thú vị cùng với tập 1 qua sự diễn đọc của Mai. Trong một căn phòng trọ chật chội, Nguyệt Hằng đang ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi thì bị Ngân Thương kéo mạnh một cái. Dậy đi, mày có biết mấy giờ rồi không hả? Nhanh lên không trễ thật đấy. Nguyệt Hằng lười biếng đáp. Hôm nay tao mệt lắm mẹ ạ. Hay mày đi một mình đi, tao nghỉ một buổi. Người đang đau như hết cả da đây này, không thể dậy nổi đâu. Ơ, mày đùa đấy à? Hôm nay mày có tiết mục ở bên Thiên Đường mà, chỗ đó không phải muốn nghỉ là nghỉ được đâu. Nguyệt Hằng nghe cô bạn thân nói vậy giật hết cả mình. Lúc này cô uể oải bò dậy, miệng lò bò kêu mệt. Nhưng đúng như Ngân Thương nói, chỗ tốt này không thể bỏ được. Hai đứa lại chỉ có hai tối cuối tuần là thời gian trọn vẹn để đi làm thêm. Khó khăn lắm mới quen được một anh quản lý của vũ trường sao đêm. Mà đêm nay là đêm đầu tiên hai cô nhận show ở đó. Nghe nói chỉ cần hát một đêm ở Ba Thiên Đường hay ở vũ trường sao đêm, tên tuổi nổi như cồn và thu nhập cũng không phải là tệ. Chỉ trong vòng 15 phút, cả Nguyệt Hằng, Ngân Thương trang điểm xong, váy áo chỉnh tề. Nguyệt Hằng ngó ra cổng đường. Này, tao đoán kiểu gì hôm nay chúng mình cũng kiếm được khá khá đấy. Nghe mấy chị khóa trên nói tiền bòa đây cao lắm. Mà toàn khách xịn. Hay hôm nay bọn mình thuê taxi đến đó nhở? Cô nương ơi, hôm nay xài sang thế. Tao thấy cứ đi xe ôm là thượng sách, bọn taxi nó chém kinh lắm. Mình đi xe ôm thì cũng tiết kiệm được cả 100.000 đấy. Đấy là chưa kể có lúc về mà. Mày đúng là con kẻ sỉ, không nhớ câu sởi lở trời cho, so đo trời lấy mất à? Với cả chúng mình ăn đẹp thế này, mặc đẹp thế này đi xe ôm, ngồi sau mấy lão hôi dình vớ vẩn à, dính tí dầu xe vào váy, có mà ăn xít à? Ngân Thương vẫn không chịu, cô xót tiền lắm. Tự mình nhẩm tính quãng đường từ Gò Vấp lên quận nhất, nếu đi taxi kiểu gì mất hơn 200, chia ra mỗi đứa cũng mất bố nó hơn 100. Ôi trời ơi, 100 một lượt đấy. Nhất định không thể nghe lời con bạn lười biếng này được. Nhưng Nguyệt Hằng lần nữa lại ra giả bên tai. Tao linh cảm hôm nay kiểu gì bọn mình cũng gặp may, bạn sự khởi đầu nan mà, biết đâu đến đó vớ được chàng tổng tài trẻ tuổi hay soái cao nào đó, có phải ngon không? Biết đâu đấy nhá. À, mà thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, tao quyết rồi đấy, đi taxi nghe chưa? Thế rồi chẳng đợi Ngân Thương mở miệng, Nguyệt Hằng lấy điện thoại gọi taxi. Chưa đầy 10 phút sau, một taxi màu vàng xuất hiện. Tài xế ngó cổng ra, nhìn thấy hai em xinh như mộng, lúc này đây toét miệng cười. Lên xe đi hai người đẹp ơi, hai em là người mở hàng đầu tiên của anh đấy, lẹ lên cho nó may mắn các em. Trời đất, 6:30 tối mà kêu mở hàng á, nghe chỉ muốn ói. Hay là anh nghĩ bọn tôi làm gái? Nghĩ nghĩ vậy, Nguyệt Hằng nào dám nói ra. Cô gật đầu chào anh tài xế rồi nhẹ nhàng bước lên xe. Yên vị rồi, Ngân Thương mới nói. Tao thấy hồi hộp thế nào á mẹ ạ. Lần đầu tiên đi hát ở nơi ồn ào thế này. Cái ba này lớn nữa, tự dưng chỉ nghĩ thôi thấy chúng ngực đập thình thịch ấy. Mày đúng là con nhà quê, chả bao giờ thoát xác ra được. Tao còn muốn nhanh ra biển lớn để cọ xác. Cứ ở mấy cái ao làng á, biết đến bao giờ. Hy vọng sau đêm nay quản lý đẹp trai đó cho chúng mình hát ở vũ đường sao đêm luôn nhở. Anh lái xe liếc qua kính chiếu hậu, thấy hai em chân dài, vừa trẻ vừa đẹp, ăn mặc hợp thời trang, đoán chắc gái nhảy đây. Chỉ có gái nhảy mới lại đến quán bar với vũ trường, chứ gái nhà lành ai đến mấy chỗ đó làm gì. Mà cũng đúng, hai cô gái này đẹp thật. Thường gái đẹp thì lười làm, thích ăn diện, xài tiền đô. Bất giác anh chép chép miệng tiếc rẻ, rồi sau đấy buông một câu. Hai em là gái nhảy à? Ngân Thương há hốc mồm, nhất thời chưa biết nói gì. Nguyệt Hằng bốc luôn. Anh thấy bọn em giống gái nhảy lắm à? Biết mình nói hớ khiến cho cô gái phản ứng, anh lái xe liền chữa ngượng. À không, anh thấy bọn em bảo là đến Ba Thiên Đường, tưởng bọn em là gái nhảy. Xin đừng nhìn người bằng vẻ bề ngoài anh ạ. Anh thấy bọn em dùng mấy cô ca ve lắm à? Xin thưa với anh, bọn em chỉ đi hát kiếm tiền thôi. Cái nghề đó bọn em không thèm làm đâu. Ngân Thương thấy bạn mình đáp trả gắt quá, liền bấu một cái mạnh vào hông.
Ý bảo là cô im đi. Anh lái xe nghĩ bụng, hai con danh này, chúng mày vào đấy không đi nhảy thì cũng đi hát, khác quái gì nhau. À mà hát là cái quái gì nhỉ? Có khi đến đó săn đại gia ấy, tào lạ quái gì, cái hạng gái bán trôi rồi nuôi miệng chúng mày. Từ lúc đấy hai bên chẳng ai nói ra lời nào. Hai cô gái kia nhất thời im lặng, chẳng mấy chốc đến Ba Thiên Đường. Chiếc taxi dừng lại, Ngân Thương nhìn đồng hồ, tính tính tiền tiền, sau đó bóc túi ra trả. Anh lái xe nhận tiền rồi giả là lấy lòng. Anh cũng đón khóc gần đây, hai em lưu số anh vào, lúc về cứ alo anh đón nhá. Dạ thôi khỏi ạ. Nghe tiếng Nguyệt Hằng lạnh lùng cất lên, hai cô dắt tay nhau tiến vào trong. Anh lái xe cũng đề máy phóng đi, miệng lẩm bẩm: bô khỉ, nhìn chúng mày tao biết ngay, cái phường bán phấn buôn hương, ngồi gần đã bốc mùi rồi, còn làm sao phải thanh cao. Có cho bố đây cũng đếch thèm. À nhưng mà công nhận hai đứa mày cũng đẹp, nhìn cứ như hoa khôi hoa hậu ấy nhở. Ngân Thương và Nguyệt Hằng vừa bước lên sảnh, có một anh ăn mặc lịch sự tiến lại hỏi: hai em tìm ai thế? Dạ bọn em đến theo lời mời của anh Quang Vinh ạ. Nói rồi Thương lấy trong bóp rút ra tấm danh thiếp đưa cho anh này. Ngay khi nhìn thấy danh thiếp, anh ta vội nói: ok, mời hai em lên đây. Các em làm ở vũ trường sau đêm à? Dạ không, bọn em lên đây để hát ạ. Anh Vinh nói đến nơi có người sắp xếp ạ. Ừ, anh hiểu rồi. Sếp Vinh nhận thì ok, không thử giọng nữa. Anh tưởng mấy em là girl drum. Lại girl drum. Thảo nào hồi nãy tay lái xe cũng tưởng bở cơ mà. Check sao, nhân viên cũng hỏi vậy. Thế mới biết ranh giới giữa gái nhà lành với gái hư nó cách nhau một gang tấc. Khổ thật. Họ cứ mặc định các cô gái bước chân vào đây đều là bướm đêm hết, trừ phi đi với nam nhân nào đó thì mới là khách. Thấy đời đúng là chua chát thật. Mặt Thương bỗng trùng xuống. Anh nhân viên đưa hai cô đến bảng quản lý, ghé tai nó nói gì đó. Người này ngẩng đầu nhìn hai cô: các em đem theo chứng minh thư không? Dạ có ạ. Đâu, đưa anh xem. Cả hai mở bóp lấy chứng minh thư đưa cho người quản lý. Anh này mỉm cười: hai em hát được tất cả các loại không? Nhạc ngoại hát ổn không? Rock ballad hay pop rock hay indie, lofi, dream pop chơi tốt chứ hả? Cả Thương với Hằng đều không lạ gì mấy dòng nhạc thịnh hành, và tất nhiên ở trong trường họ cũng được học cơ bản. Bản thân quyết tâm lấy công việc này làm kế mưu sinh, chắc chắn những thể loại này không làm khó được cả hai. Dạ bọn em hát được ạ. Ok, vậy nói trước này, đây là đêm đầu tiên mỗi em hát hai bài. Nếu có khách yêu cầu, bọn em không được từ chối. Ngoài tiền cát xê có thêm tiền boa từ khách. Mấy ông khách này đủ thể loại, họ có thể yêu cầu bất cứ bài gì mà họ thích. Hy vọng các em làm cho thượng đế hài lòng. Giờ thì vào phòng bên kia thay đồ nhé. Trong đó có đầy đủ trang phục thích hợp cho từng bài hát, có cả chuyên gia trang điểm rồi. Công nhận ở đây đầu tư bài bản thật, khác hẳn những nhà hàng đám cưới, tụ điểm ca nhạc ngoài trời. Hạ bộ cánh của các nàng xem chừng không hợp rồi đây. Mở đầu MC giới thiệu giọng ca trẻ Ngân Thương, sinh viên nhạc viện thành phố. Bên dưới nghe thấy hàng loạt tiếng rì rào nổi lên. Ngân Thương bước ra trong ánh sáng huyền ảo, tiếng vỗ tay hưởng ứng của khán giả. Giọng cô ngọt ngào cất lên, mở đầu là bản rock ballad không thể nào hay hơn. Phải công nhận, Thương được trời phú cho chất giọng trong trẻo như đầy mê hoặc, làm say lòng người. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khi cô cất tiếng hát, liên tục làm những bông hoa cải tiền được đưa lên sân khấu. Gần hết tiết mục đầu tiên, khi Ngân Thương chuẩn bị cúi chào khán giả, bên dưới, chính chiếc bàn ở giữa gần ngay sân khấu, hai chàng trai đang chụm đầu nhau thì thầm: tôi thích cô gái này đấy, cậu nói với quản lý bảo cô ta hát thêm bài nữa. Này, cậu đừng nói với tôi, cảm luôn cô bé nhé. Đây là lần đầu tiên một tổng tài băng lãnh như cậu thích thú một giọng hát mới đấy. Bớt nói đi, gọi quản lý lên cho tôi. Ấy, đừng nóng, cái ông bạn vàng này. Nói xong, chàng trai bên cạnh giơ ngón tay. Tức thì một nhân viên ngay lập tức tiến lại. Anh ta cúi sát xuống hỏi: dạ, hai sếp có gì chỉ đạo ạ? Hoàng Hùng, tên chàng tổng tài trẻ tuổi không nói gì, chỉ chìa ra mảnh giấy ghi đúng ba chữ: triệu bông hồng, kèm mấy tờ đô la. Anh này cười tươi, cúi đầu chào rồi bước đi. Đúng ra sau khi Thương hát xong bài đầu tiên sẽ là bài xen kẽ của Hằng để thay đổi không khí, nhưng vì có khách VIP yêu cầu nên Thương có 5 phút chuẩn bị cho bài mới. Vừa đi vào bên trong, anh quản lý bảo Thương: chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp của em nhé. Có một khách VIP yêu cầu em hát bài Triệu Bông Hồng, em hát được không? Dạ được.
Mà trong thay đồ đi, chỉ có 5 phút thôi đấy. Lần này Thương mặc đúng chiếc váy của cô, giọng hát như thiên thần cất lên khi tất cả khán phòng yên lặng. Tiếng suýt xoa, vỗ tay liên tục nổi lên, những bông hoa tiền thưởng theo đó tăng lên rất nhiều. Ngân Thương đã hát xong, bên dưới còn những tiếng hò hét đòi hát tiếp. Nhưng MC vội tiến ra, giới thiệu giọng hát mới, hứa hẹn Ngân Thương tiếp tục phục vụ sau ít phút nữa. Lần này, Nguyễn Hằng bước ra. Cô hát rất hay, nhiều khách trong bar cũng đứng lên thưởng tiền. Nhưng so ra không bằng được Thương. Sao phải nói, hai cô gái này thực sự là cái đinh thu hút nhà hàng đêm nay. Bên dưới, Hoàng Hùng đang trầm ngâm im lặng. Chợt Gia Huy đập vào vai anh một cái. Ông đừng nói với tôi, ông đang say nắng cô em Ngân Thương đấy nhá. Hùng gạt tay Huy ra, nhưng vẫn buông một câu. Cậu điều tra cô gái này cho tôi. Rồi, tôi lệnh xếp tổng. Này, cậu cái gì ém gì tôi. Cũng đường hoàng là phó tổng bên công ty X, cậu khiêm tốn làm gì. Tôi thấy cô bé Nguyên Hằng kia cũng được đấy. Điều tra thân thế xem, nếu sạch thì làm tới. Trời, tôi chúa ghét cái phường ca kỹ. Những cô gái làm nghề này phức tạp lắm, tiếp xúc đủ loại người, tốt nhất không nên quen. Để rồi xem, cậu cứ dẫy nảy lên đi. Không thấy câu ghét của nào, trời trao của ấy à. Sau này cậu bỗng dưng nói nhiều thế. Bình thường toàn được mệnh danh là tổng tài băng lãnh cơ mà. Hai người mãi tranh luận, không hề biết rằng tiết mục của hai nàng đẹp đã qua từ lâu. Trên sân khấu bắt đầu đến màn nhảy nhót sôi động của mấy em girl drum. Tiếng nhạc sôi động nổi lên á cả tiếng người. Bây giờ thực sự là thế giới của những kẻ lắm tiền nhiều của, chuyên đi bà tìm khoái lạc riêng. Thương và Hằng đang trên đường trở về. Hai cô quyết định đi bộ ra bên ngoài bắt taxi. Một sự khởi đầu tốt đẹp khiến họ phấn khởi. Nghĩ tới số tiền cát xê, tiền boa của khách tặng, nằm mơ họ cũng không tưởng tượng ra. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau cười rúc rích. Thương đang nhẩm tính cho đêm hát ngày mai ở vũ trường sao đêm. Nếu thuận lợi thế này, cô có một khoản để cho ba chữa bệnh. Nghĩ đến ba, cô buông tiếng thở dài. Hằng phấn khích nói, đấy, thấy tao phán chuẩn chưa? Bảo rồi, cứ cái đà này á, bọn mình chẳng mấy mà giàu. Tiếc rằng sinh viên năm cuối như bọn mình, số thời gian ở giảng đường đã ngốn quá nhiều thời gian, thành ra chỉ hát được mỗi hai buổi cuối tuần nhở. Ừ, năm nay là năm quyết định rồi nàng ơi, đừng có ham hố mà trượt tốt nghiệp thì toi đấy nhá. Phủi phui cái mồm mày, nói gì toàn xui xẻo không à? Chợt từ đâu có tiếng nẹt bô ầm ĩ, ba bốn chiếc mô tô phân khối lớn rè rè đến đây quây tròn hai cô gái. Cả bọn bốn năm thằng đàn ông ăn mặc hầm hố, có thằng còn phanh ngực khoe hình thăm hổ báo. Trời, cái hình xăm kia nhìn sợ chết đi được. Bọn chúng đá trống xe xuống. Cái thằng mặc áo phanh ngực nó cất tiếng cợt nhả. Ê, hai con gà, muốn sống ấy, nôn hết tiền ra đây mau lên. Thường với Hằng sợ hãi co rúm vào nhau, líu cả lưỡi. Các anh canh là ai thế? Chúng tôi làm gì có tiền? Má mày, nói nhiều nhở. Tưởng bọn bố mày đùa à? Chúng mày vừa từ cái bar kia đi ra đúng không? Không là gái nhảy thì cũng là loại đi săn đại gia. Mau nôn tiền ra đây rồi biến đề. Bố đây không có thời gian đâu. Bớ người ta. Thường vừa kịp kêu mấy tiếng, bị một cái tát như trời giáng bay thẳng vào mặt, khiến cho cô tối sầm cả mặt mũi. Hằng cũng chẳng may mắn, một thằng lao đến bóp mạnh cầm cô, giữ giữ con dao bấm trước mặt. Tổ cha hai con này, bố nói lại câu nữa đấy, có nôn tiền ra không hay muốn chết hả? Cái này này, nó không để tình đâu, mau lên đi. Vừa nói, thằng đó thúc cái chuôi dao vào hông của Hằng, biết gặp phải bọn cướp đường. Nếu không làm tới bọn chúng, e đêm nay hai cô lành ít dữ nhiều. Thằng bên kia cũng đang vả tiếp cái thứ hai vào mặt Thương. Lúc này cô kêu lên, buông tụi ra đi, các người đánh thế này, làm sao tôi lấy tiền được? Má mày, biết điều ngay từ đầu có phải ngoan không? Già lừa ưa nặng, nhảy lên đi. Thường mở bóp ra, nhưng thằng nọ có vẻ hết kiên nhẫn. Nó giật mạnh một cái, tức thì cái bóp của cô nằm gọn trong tay hắn. Cô sợ hãi kêu, trong đó có cả giấy tờ của tôi nữa, trả lại cho tôi. Bề cạnh Hằng bị mấy thằng kia lột sạch, cứ tưởng xong xuôi bọn chúng bỏ đi. Ai dè cái thằng đầu sỏ nhìn xoay ánh mắt về phía của Thương. Sau đó chúng cười lấy khả ố. Giờ mới nhìn kỹ nhở, hai con Hằng này ngon thật đấy chúng mày ơi, chẳng mấy khi bắt được bò lạc. Thôi coi như chúng ta có duyên, đêm nay có trò vui. Các em ơi, đi theo bọn anh đi nào. Nói rồi
Hàng loạt tiếng cười đều cáng nổi lên. Mấy thằng kia chỉ chờ có vậy liền kéo Thương và Hằng lên xe mô tô. Hai cô biết mình rơi vào tay bọn quỷ dữ, phải liều lĩnh hét lên kêu cứu. Có ai không? Cứu, cứu chúng tôi. Hai con chó này, có im đi không hả? Hay là muốn ăn đòn? Giờ ấy, giờ mới cứu được chúng mày. Ngậm cái miệng lại, không bố vả cho phát, rụng hết hàng tiền đạo bây giờ. Hai cô bị ép lên hai chiếc xe mô tô. Đúng lúc chúng định nổ máy rời đi, một chiếc Maybach đỗ xịch dừng lại ngay trước đầu xe bọn chúng. Chiếc Audi thứ hai cũ phanh kít ngay bên cạnh. Lần lượt từ trong xe, hai người đàn ông bước ra. Một tiếng quát tanh gọn vang lên. Bỏ người ta xuống đi, mau lên. Bọn kia nghe tiếng người lạ, chúng nhất thời hướng ánh mắt về phía nói. Nhưng chỉ có hai người đàn ông trẻ tuổi, một tên cho bọn họ có vẻ khinh thường. Thằng nào chán sống xía mũi vào chuyện người khác thế này nhở? Khôn hồn biến đi. Để bọn này thương tình tha cho một mạng, không thì đừng có trách. Vợ tiếng nói lạnh lùng phát ra. Có đủ bản lĩnh không? Thử xem. Hai thằng này, chúng nó chán cơm thèm đất này anh em. Thịt thôi. Hôm nay bố đây không dạy chúng mày bài học, không còn mặt mũi nhìn anh em trong giang hồ. Này, mày chưa nghe cái tên Bảy Hổ bao giờ à? Hả? Để bố mở mắt cho mày xem nhá. Rồi không đợi cho người kia trả lời, cả bọn tạm buông hai cô gái, rồi quây hai chàng trai vào giữa. Người có vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không hề nao núng. Thậm chí anh còn cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ. Nhà vô hết đi, để xem bản lĩnh chúng mày thế nào. Anh chàng bên cạnh nóng máu, lúc này lên tiếng. Lâu lắm rồi không đánh đấm. Cậu giải quyết được mấy thằng thì giải còn đâu để tôi cân tất nhé. Má nó chứ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn Thái Sơn mà không biết ý, chúng mày đúng là chán sống rồi. Tiếng đấm đá bắt đầu vang lên. Bọn này chắc cũng đánh nhau nhiều, nên khi vào thực chiến, chúng không còn hò hét vì gây sợ chú ý của những người xung quanh. Thành ra chỉ nghe tiếng bùm bụp vang lên thôi. Mới đầu mấy thằng kia có vẻ hăm hở máu chiến, nhưng chỉ là khi chúng chưa gặp đối thủ mạnh. Hai cô gái sợ hãi đứng rú một chỗ theo dõi màn đấm đá, quên mất cả việc phải chạy trốn thôi. Họ cảm thấy lo lắng cho hai chàng trai trẻ tuổi kia. Thường chỉ biết đưa tay, lúc này đây ôm chặt lấy ngực, lẩm bẩm cầu trời. Song đúng là bọn kia có mắt như mù, hôm nay thực không may cho chúng, chọc đúng vào tổ kiến lửa. Chỉ nghe liên tục như tiếng răng rắc vang lên, kèm theo tiếng rú thảm thiết của một thằng. Gãy, gãy tay bố mày rồi. Mày còn dám giở trò bẩn với phụ nữ không? Ấy, tha, tha cho em không dám nữa đâu. Liên tục hai ba thằng bị những cú đá mạnh như vũ bão của hai chàng trai làm cho bổ nhào. Biết gặp phải thú dữ, có khi đánh cũng không thể lại được. Cho nên là một thằng nó lên tiếng. Dừng, dừng tay, xin tha cho bọn tôi với. Bọn này nhìn nhầm người, xin lỗi người anh em mà. Chúng mày biến hết đi. Từ sau đừng để bọn tao nhìn thấy chúng mày một lần nào nữa. Biến ngay. Bọn bên này vội vội vàng vàng định leo lên xe tẩu thoát. Một tiếng nói sắc lạnh vang lên. Đứng lại. Bàn chân chúng bỗng khựng lại. Người vừa lên tiếng đi đến chỗ thằng gần nhất, vỗ mạnh tay một phát, khiến nó thực sự sốc rồi. Bỏ thứ hồi nãy chúng mày lấy ra đây. Ấy, bọn tôi chỉ trêu ghẹo hai em này tí thôi, cô lấy cái gì đâu. Một cú vặn mạnh như thể là muốn gãy tay đến nơi. Thằng kia mặt nhăn lại. Ấy, đại ca ơi, nhẹ tay thôi, từ từ nói mà. Tao đếm đến ba, chúng mày không trả những thứ vừa cướp được của họ thì tao đây vặn gãy tay mày. Khoan, khoan đã. Anh chưa kịp đếm đến ba, hai cái bóp được một thằng lấm lét cầm đến đưa cho anh, rồi lùi lùi ra xa. Chúng thấy anh im lặng, cố tưởng là được tha. Chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau tiến đến. Đang định lại cái mô tô nổ máy đi, một tiếng quát vang lên. Chúng mày chưa được đi, quay lại. Dạ, hai đại ca muốn gì ạ? Đồ cướp được chúng tôi cũng trả rồi, còn gì nữa đâu ạ? Anh hất mặt với hai cô gái. Chúng mày biết phải làm gì rồi chứ? Lúc đến tiền hô hậu ủng, sao ra đi không thèm kén chống thế hả? Thằng đầu lĩnh lúc này hiểu ý, liền đi phía hai cô gái. Dạ, bọn này hiểu lầm, mong hai cô thông cảm bỏ qua, không có lần sau đâu, xin lỗi. Thường với Hằng im lặng không nói gì. Lúc này chàng soái ca lạnh lùng đang cho tay vào túi quần bảo. Nếu mặt hai cô em này mà liệu hồn tránh ra, đừng để lần sau tao bắt được. E là đại bản doanh của chúng mày bị săn phẳng đấy. Biến đi. Vâng, cảm ơn đại ca. Nói rồi chúng trèo lên xe mô tô phóng vút đi.
Có lẽ chúng tưởng rằng tóm được hai con mèo béo. Ai dè một ngày xui xẻo gặp đúng hai tên chúng cho là sát tinh từ trên trời rơi xuống. Đưa bọn chúng đi khuất. Chàng đi chiếc Audi mới ghé tai bạn mình nói: hôm nay ông nói hơi bị nhiều đấy, lại xem hai nàng đẹp có bị ảnh hưởng gì không rồi về thôi. Chàng soái ca cầm hai chiếc box đi đến bên hai cô: các cô cầm lấy đồ của mình đi, về sau cẩn thận đấy. Dạ vâng, cảm ơn hai anh nhiều ạ, Thường với Hằng đồng thanh nói. Đột nhiên chàng đi chiếc Audi lên tiếng: hai cô định đi bộ về đấy à? Lên xe đi, tụi tôi trở về. Thường ngần ngại định từ chối, Hằng nhanh mồm miệng: dạ chị sợ phiền các anh ạ, hai đứa chúng tôi thuê phòng ở Gò Vấp, nếu được các anh cho đi nhờ thì tốt ạ, xin cảm ơn các anh. Anh chàng vừa đề nghị liền vỗ vai chàng xoáy ca đi mây bách: bọn tôi đi hai xe đấy, vừa hay hai cô. Cô này lên xe tôi đi, cô kia lên xe xếp Hùng nhé. Đúng là trong cái rủi có cái may, đang đi ăn mày gặp được xôi gốc này, tưởng là mất của, cuối cùng gặp được anh hùng, giờ còn được cho đi nhờ xe miễn phí, đúng là không tin nổi mà. Hằng là cô gái mạnh bạo cho nên quên hẳn vụ thót tim vừa rồi, nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ năng động vốn có. Cô đẩy Thương lên xe Hùng, còn mình lên xe anh chàng kia. Giờ cô nhìn kỹ anh chàng đi con Audi, một chàng trai cực phẩm, so với độ đẹp trai chỉ kém chàng đi mây bách một tí thôi. Hóa ra số còn thơm, cuối cùng lại được ngắm trai đẹp. Trái tim cô bắt đầu rung lên. Người ta nói con người ăn nhau về hậu, các cô đúng là bước chân ra phải mới ngày đầu tiên đi gặp quý nhân thế này, quá là tuyệt. Thật Linh ơi, đúng là số đỏ rồi. Thường ngại ngùng chưa dám lên xe của Hùng, anh thấy vậy nói đúng một câu: bà cô lên xe rồi đấy, giúp cục cô có về không? Dạ có ạ. Hùng mở cửa xe và chìa tay ra, Ngân chui vào trong cạnh xe anh. Trên đường về cô có dịp quan sát kỹ, anh ta chắc chỉ độ 27-28, dáng người cao lớn, khuôn mặt xoáy ca với chiếc mũi cao, đôi mắt sâu hun hút đã thế mang màu hổ phách, khiến anh ta có một vẻ đẹp rất tây, cộng với cái cằm trẻ càng làm tôn thêm phần quyến rũ. Sau hồi im lặng, Hùng phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi: cô không sao đấy chứ? Vâng, cảm ơn anh, tôi không sao ạ. Không sao mặt mày tái mét thế kia, kiểm tra xem có bị nội thương gì không, nếu thấy đau ở đâu tôi chở cô đến bệnh viện. Dạ tôi chỉ hơi sợ chút thôi ạ. Nói rồi Thương lén nhìn vai mình, nới hẳn lên dấu tay đỏ lừ, hình như hơi rớm máu. Chắc chắn một kẻ lẽ rằng co với cô để lại vết thương rồi. Vết lôi kéo khiến cho chiếc váy cô đang mặc rách một đường dài, để lộ mảng trắng muốt non tơ. Hai bên xương quai xanh hõm xuống, vô tình làm chiếc cổ cao càng thêm phần kiêu sa đốt mắt người đối diện. Khuôn ngực đầy đặn, anh tân của cô gái ngoài 20, đầy đủ những đường cong tuyệt đẹp phập phồng sau làn váy. Thực không hoa khi ví Thương là một người mẫu hạng A hoặc ca sĩ hay diễn viên điện ảnh đang hot. Thấy Hùng chỉ hỏi không nhìn vào mình, Thương cũng bớt ngại, nhưng vẫn đặt một bàn tay búp măng khéo léo che lên vết rách phía cổ. Hùng đột nhiên hỏi: cô là sinh viên à? Dạ đúng, tôi với Hằng là sinh viên năm cuối của nhà viện thành phố ạ. Từ lúc đó đến khi về, cả hai không nói thêm câu nào. Bên chiếc Audi kia, Hằng và Gia Huy có vẻ sôi nổi hơn, vì cả hai đều hay nói, cho nên là cũng xóa bỏ đi sự e ngại. Huy mỉm cười nói chuyện với Hằng: hai cô hát hay nhở, cô bạn cô hát bài Chiếu Bông Hồng hay đấy, bạn tôi cứ bị mê mẩn vì nó. À, Gia ca anh chính là người yêu cầu Ngân Thương hát bài đấy à? Bạn anh có con mắt tinh đời nhở, Ngân Thương là hoa khôi của trường tôi mà. Cô ấy hát hay, hy vọng chúng tôi được nghe các cô hát nhiều lần nữa. Mai các cô có hát bên thiên đường nữa không? Không, mai chúng tôi hát ở vũ trường sao đêm. Ừ, hiểu rồi. Cô muốn đi đâu không? Chẳng hạn như đi uống nước chẳng hạn, tôi mời cô. Thôi cảm ơn anh ạ, để khi khác. Tôi phải về, với lại váy vóc sộc sạch hết cả. Ngân Thương thấy tôi không về, chắc nó lo lắng lắm. Sao cô không nghĩ rằng cô ấy đi uống cà phê với Hoàng Hùng? Chắc không đâu, tôi biết tính Thương mà, nó nghiêm túc, chứ không thể đi uống nước với một người không quen được. Gia Huy cau mày cũng không nói gì nữa. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng phòng trọ. Nguyệt Hằng vừa xuống xe, Hoàng Hùng chở Ngân Thương về đến đó. Hai nàng đẹp cảm kích trước tấm lòng của hai chàng soái ca, họ cả nâng ân nhân rồi gật đầu chào nhau bước vội vào trong nhà. Hai chàng soái ca ngay lập tức đề xe phóng vút đi. Đêm đó bốn người mất ngủ.
Tại biệt thự Hoa Hồng, bà Minh Thu đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột, chốc chốc ngóng ra cửa như chờ đợi. Còn Vân giúp việc riêng của bà đi đến khẽ khàng hỏi: Dạ bà chú ơi, bà mong cậu cả về đúng không ạ? Con thấy bà cứ bắt cậu đi lấy vợ. Xong có khi cậu có vợ rồi, bà chẳng cần gọi cậu ấy, cậu ấy suốt ngày đi cho bà xem. Mày tưởng tao không muốn cho cậu lấy vợ à? Hả? Nhưng Hoàng Hùng cứ như là con ngựa bất kham ấy, suốt ngày ở công ty, nó yêu đương cái gì đâu, cưới với trèo cái gì. Ơ, con thấy cô Tú Anh hay đến nhà mình xin nè mà bà. Cô ấy lại thích cậu chủ nhà mình, sao bà không cứ phứt cho cậu đi ạ? Cái con này, mày chỉ được cái trứng khôn hơn vịt. Thôi được rồi, lần này tao nhất định bắt cậu ấy lấy vợ, không có lôi thôi gì hết. Hùng vốn là cậu cả của ông Hoàng Phong, chủ tịch tập đoàn truyền thông Y, đồng thời là tổng giám đốc công ty khai thác khoáng sản, trong tay sở hữu hàng chục công ty lớn nhỏ. Ông Hoàng Phong có hai bà vợ, bà cả tên Minh Thu, có duy nhất người con trai chính là Hùng. Bà Thu năm nay 52 tuổi, bà lấy ông Phong khi mới 21. Còn bà Hai tên Cẩm Tú, kém bà Thu 2 tuổi, có hai người con với ông Phong. Cô con gái đầu tên là My Lan, 22 tuổi, đang học năm cuối ngành quản trị kinh doanh tại đại học Chicago. Cậu trai út tên Hoàng Hải, 19 tuổi, mới bước vào năm thứ hai ngành truyền thông đa phương tiện, cũ của đại học này. Bà cả thì vốn không ưa gì bà Hai, vì bà Hai đẹp, được lòng ông Phong hơn. Bà lại có tận hai người con đủ nếp đủ tẻ, trong khi bà cả chỉ có mỗi cậu Hùng. Cho dù bà dày công thăm khám hết nơi này nơi kia, nhưng cuối cùng không sinh thêm được đứa con nào. Cứ tưởng bà rất yêu thương Hùng, song có vẻ như cậu cả gần gũi với bà Hai hơn. Chỉ điều này bà lại càng đem lòng ghét bà Hai. Tuy nhiên bên ngoài bà không bao giờ để lộ. Một điều nữa, bà sợ uy của ông Phong, nên bề ngoài nhìn vào có thể thấy gia đình này trong ấm ngoài êm, song kỳ thực nó ngấm ngầm nổi sóng. Hùng vừa bấm còi, lập tức có tiếng con Vân mở cửa. Nó cất giọng thỏ thẻ: Em chào cậu ạ, bà chủ đang mong cậu về lắm đấy ạ. Hùng chạy xe vào gara, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng phớt tỉnh đi vào trong nhà. Nhìn thấy mẹ ngồi phòng khách, anh cất tiếng chào: Con chào mẹ ạ, có việc gì mẹ gọi con về thế này? Con cứ nghĩ có việc thì mới về nhà đấy ạ. Con lên phòng 13 xuống đây, mẹ nói chuyện. Không đợi cho Hùng gọi, ông Phong từ cầu thang bước xuống, vừa ngồi xuống ghế ông bảo con trai: Con mời mẹ Hai xuống đây đi, bà muốn bàn về chuyện riêng của con. Bà cả tối sầm mặt ngắt lời chồng: Đây là chuyện riêng thằng cả, có nhất thiết mời bà Hai xuống không anh? Chỉ cần em với anh quyết là được mà. Ông Phong không nói gì, mắt hướng Hùng như là ra lệnh. Anh hiểu ý đi lên phòng bà Hai, đưa tay gõ cửa: Mẹ Hai à, mẹ có trong phòng không ạ? Hùng đấy à, con về hồi nào thế? Mẹ ra ngay đây. Con mới về ạ, mẹ khỏe không? Nói rồi anh tiến lại ôm lấy bà, hôn chụt vào má bà Hai một cái. Mẹ này, lát nữa kiểu gì ba mẹ con cũng ép con cưới vợ đấy, mẹ nhớ nói giúp con một tiếng nhé. Ba vẫn luôn nghe lời mẹ mà. Ơ hay, lấy vợ là chuyện tốt, sao con lại không thích? Con không thích lấy vợ bây giờ mẹ, con muốn lo cho sự nghiệp trước. Mẹ nhớ nhá, nhớ dặn giúp con đấy. Nói rồi Hùng lũng tức bước xuống, bà Hai nối gót theo sau anh. Nhìn cảnh này bà cả tức lộn cả ruột. Đường đường nó là con mình, sao nó chẳng xem mẹ vào mắt, lại tỏ thái độ quý bà Hai ra mặt. Điền thật cơ chứ. Thế này bà càng phải cưới vợ cho anh càng nhanh càng tốt. Bà tin cô con dâu này giúp bà có thêm phe cánh, không để bà Hai cứ lấy đi hết mọi thứ của mình được. Đợi tất cả yên vị, ông Phong mới nói: Con cũng 28 tuổi, sự nghiệp có trong tay, bà muốn con kết hôn để yên bề gia thất. Mẹ con cũng mong điều này lâu rồi. Hùng chưa kịp nói lời nào thì lúc này bà cả chen vào: Con đừng vội từ chối làm mẹ buồn. Người mà ba mẹ chọn cho con là cô gái cành vàng lá ngọc. Nhà người ta môn đăng hậu đối với nhà mình. Hơn nữa Tú Anh nó mới đi du học nước ngoài về, hiện làm ở công ty tư bảo hiểm nước ngoài. So với con đúng là cặp thanh mai trúc mã, không có cái điều gì phải chê trách đâu con ạ. Mẹ, con không thích cô ta. Hôn nhân là chuyện đại sự, phải yêu mới cưới được mẹ. Con không thể lấy người mà con không yêu. Bà cả tức giận: Bao lần mẹ nhượng bộ con rồi, nhưng lần này thì không. Con đừng có đưa cái lý thuyết yêu rồi mới cưới ở đây.
biết bao nhiêu người cô yêu đâu hả? Thế mà lấy nhau về vẫn ăn đời ở cấp với nhau đấy thôi. Còn nỗi kẻ lúc yêu ấy, thề non hẹn biển đủ kiểu, về chung một nhà cơm không lành canh không ngọt, rồi đưa nhau ra tòa đấy. Thế nên con dẹp ngay cái lý thuyết xuông ấy đi cho mẹ. Con nói trước đấy, nếu mẹ cố tình cưới cô ta về, con sẽ đi khỏi đây. Mày dám đấy à? Hả? Trời đất ơi, sao tôi sinh ra đứa con ngang ngược thế này hả trời? Nếu mày không đồng ý lấy con Tú Anh ấy, tao chết cho mày xem đấy. Thấy tình hình có vẻ căng, bà Hai lúc này mới lên tiếng. Chị bình tĩnh đi chị cả. Em nghĩ chuyện hôn nhân cũng không thể một sớm một chiều lấy ngay được. Để cho con nó có thời gian suy nghĩ, làm quen với nhau. Chị bớt nóng đi ạ. Hoàng Hùng này, mẹ cả cũng chỉ là muốn tốt cho tương lai của con. Hãy mở lòng ra tìm hiểu cô gái ấy xem, biết đâu có khám phá được nhiều điều thú vị. Hùng im lặng. Ông Phong thấy bà cả lời giận phừng phừng như vậy, biết bà quyết tâm ép bằng được Hùng làm theo ý mình. Thực ra cô bé Tú Anh kia ông cũng không ưng lắm. Quan điểm của ông cứ để cho Hùng nó tự do lựa chọn. Ông bà chỉ tham mưu tư vấn thêm, chứ cũng không thích ép buộc con. Song mỗi lần nói đến vấn đề này, bà Thu đều lấy quyền làm mẹ của mình gây sức ép. Thành ra ông cũng không muốn căng thẳng. Giờ nghe bà Hai nói vậy, ông cho là hợp lý, quay sang bà cả nói: theo anh, em cứ làm theo ý Cẩm Tú, hãy cho con nó chút thời gian em ạ. Tưởng bà Thu xuôi tai, bà giận dữ nói: không là không nhé. Hoàng Hùng, con chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu con đồng ý cưới Tú Anh không có vấn đề gì, có không ấy, đừng coi mẹ là mẹ nữa. Đây là yêu cầu hết sức vô lý của bà Thu, song đó là áp lực vô hình đối với Hùng. Anh không thể vì chuyện riêng mà quay ra mâu thuẫn với mẹ. Anh biết tính bà Thu rất khắt khe và cực đoan. Nếu anh không nghe lời, rất có thể bà từ mặt anh thật đấy. Lúc này anh đưa mắt cầu cứu phía mẹ Hai, nhưng bà chỉ im lặng lắc lắc đầu. Vậy là mẹ Hai bất lực. Thất vọng quá, Hùng mới nói: con đồng ý cưới vợ, nhưng không phải bây giờ. Con muốn mẹ cho con thời gian. Bao lâu hả? Con nhất định phải cưới con Tú Anh cho mẹ. Mẹ trương mình con đó thôi. Mẹ cho con thời hạn 1 năm. Không được, lâu quá. Vậy thì tùy mẹ đấy. Con không thể cưới một người khi chưa hiểu người ta thế nào. Con cũng muốn chuẩn bị tinh thần để giã từ cuộc đời độc thân. Bà Thu đành bị cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, 1 năm thì cưới, nhưng trong tháng này phải tổ chức đám hỏi. Anh không nói gì, thở ra một hơi, rồi sau đó xin phép lên phòng. Đầu óc anh trống rỗng, liền cầm máy gọi cho Huy. Bên kia tiếng ồn ào nổi lên. Lát sau có tiếng Huy: gì thế ông bạn? Đừng có nói rủ tôi đi 3 giờ này nhé. Đang chán đời đây, bà già bắt tôi về lấy vợ. Trời, thời nào rồi các cụ còn ép con thế. Thế lấy ai? À, Tú Anh ấy. Biết ngay, cô nàng đó chết ông như dẹp ấy. Mà sao mẹ ông kết em đó nhở? Mẫu người như Tú Anh quá sành điệu khôn ngoan, ở gần cô ấy cảm thấy chá thoải mái tẹo nào. Thế mới đúng. Chán đến con rán đây này. Tôi chỉ còn thời hạn 1 năm cho độc thân, tranh thủ còn kịp. Ông làm như ông sắp chết đến nơi ấy. Tổng tài đính đám như ông không tự quyết được cuộc đời mình à? Buồn vậy. Chán nhất phải lấy cô nàng không yêu, đêm đêm phải ngủ với con ma nơ canh biết nói. Gia Huy nói xong cười phá lên. Đoạn hỏi Hùng tiếp: hay đi ba đê, tối nay tôi với ông đến thiên đường thay đổi không khí tí nhở. Hùng điên à? Đến thiên đường xem ai biểu diễn, ngày thứ tư mà. Ừ, tôi hiểu rồi. Ông là định chờ nàng kia chứ gì? Nhớ cái lịch biểu diễn của người ta. Đừng nói với tôi, ông bắt đầu say nắng người đẹp Ngân Thương. Thôi được rồi, thứ bảy tụi mình đến đó. Tôi cũng muốn được nghe em hàng hát nữa. Thôi được rồi, quyết định vậy nhé. Nhưng thứ bảy tuần đó, Hùng không thể đến ba thiên đường như đã hẹn với Huy, vì hôm ấy chỉ là lễ ăn hỏi của anh. Có lẽ đây là đám hỏi kỳ cục nhất quả đất. Chú rể tương lai chả có vẻ gì hạnh phúc, cứ như anh không phải nhân vật chính. Trái lại, Tú Anh cười nói luôn miệng. Cô dạn dĩ khi lên khu bục khoác tay Hùng, giới thiệu cho đám bạn trong đội của mình. Bạn bè Hùng, anh không mời một ai trừ Huy. Khỏi nói bà Thu vui thế nào. Chẳng là bà và bà Tuyết Mai, mẹ Tú Anh rất thân nhau. Hai người thường xuyên đi spa chăm sóc sắc đẹp. Bà Mai cũng nở mày nở mặt khi con gái được gả vào nhà đại gia họ Hoàng, có gì mỹ mãn hơn đây. Tú Anh của bà tương lai là chủ một chuỗi doanh nghiệp lớn. Đời người phụ nữ ăn thua ở tấm chồng mà. Ông bà lại chỉ có 2 đứa con, nên dĩ nhiên Tú Anh được yêu chiều từ nhỏ.
Mấy cô bạn của Tú Anh toàn tranh thủ ngắm trai đẹp, làm dáng để gây sự chú ý. Về phía nhà trai, chỉ duy nhất Gia Huy. Lại biết anh là giám đốc công ty đầu tư chứng khoán, kèm trong hội cuồng trai đẹp, càng đặc biệt quan tâm. Những lúc Hùng ra ngoài nghe điện thoại, Diệu Huyền ghé tai Tú Anh nói nhỏ: "Này, bồ tinh đời thật, có mỗi hai soái ca bồ chém mất một, còn một chàng duy nhất bị gả cho ai đây? Để cho mình đấy nhá, mình thân bồ nhất mà." Tú Anh làm ra vẻ quan trọng: "Chuyện nhỏ, chỉ cần mình nói một câu với anh Hùng thì ok ngay. Anh Huy là bạn thân của anh ấy mà." "Từ từ, đâu rồi khắc có đó, thịt chó có mắm tôm. Muốn lấy lòng anh Huy thì phải qua cửa ải này đã." Một cô nàng nói: "Tú Anh, sao mình thấy anh xã tương lai của bồ cứ thở ơ lạnh lùng thế nào ấy? Hai anh ấy có đối tượng khác. Mày dám lắm ấy nhá. Một người giỏi thành đạt như anh Hùng à, vệ tinh bu quanh đầy, bố không chăm sóc kỹ à, mất thì dáng chịu đấy." Tú Anh nghe vậy nóng mắt: "Mình thách kẻ nào dám to gan động vào chàng của mình, chỉ sợ nó chưa kịp chạm vào anh Hùng thì đã gãy tay. Dám chắc tội với mình à, bất kỳ kẻ đó là ai cũng không tha đâu. Tú Anh đây chứ không phải là Giác. Này, muốn chó được tim chàng ấy, phải đưa chàng vào mê hồn trận. Đàn ông tài giỏi đến mấy cũng không qua ải mỹ nhân. Đã thế cho chàng ăn chay cấm chưa?" Tú Anh thoáng đỏ mặt lắc đầu. Một cô bạn nói: "Trời, thế không phải Tú Anh rồi. Tú Anh bọn này chịu chơi, ca tính lắm cơ mà. Bọn này cóc tin. Đừng nói với mọi người, bồ chứ bóc tem chàng nhá." Tú Anh bị bạn khích tướng, lúc này nói cứng: "Yên tâm đi, chàng sẽ phải say mình như điếu đổ cho mà xem. Chưa thử sao biết, mình không thể chịu thua. Sẽ có câu trả lời cho các nàng sớm. Dù chàng có băng giá đến đâu ấy, gặp phải trái tim thì cũng biết tan chảy thôi, tin không hả?" Lúc chuẩn bị chia tay Hùng, Huy siết chặt tay bạn: "Đêm nay đưa nàng lên tiên chứ. Tôi thấy nàng ta nhìn như muốn hấp hồng ông ấy. Xem chừng thèm khát rồi. Nhìn đôi mắt gợi tình thế kia, cẩn thận bị đốt thành tro đấy." Lễ đính hôn của Hùng được tổ chức ở khách sạn Palace, nên anh cũng được tặng một đêm ở phòng hạng sang của khách sạn. Hai bên gia đình rất tâm lý, cũng không quá khắt khe, bắt hai người phải đợi đến ngày cưới mới được động phòng. Bởi ai cũng hiểu giới trẻ thời nay thường ăn cơm trước kẻng, chứ chả mấy ai giữ được cho đến đêm tân hôn. Sau khi cả nhà chuẩn bị lên xe ra về, bà Thu tiến lại phía con trai: "Ba mẹ và gia đình về trước, con với Tú Anh ở đây tận hưởng mật ngọt. Mai cũng không cần gấp gáp gì đâu, cứ thong thả rồi về nhé." "Mẹ, con không muốn hưởng ưu đãi này đâu, để dành nó cho ngày trọng đại đi mẹ." Tú Anh nghe vậy xa sầm nét mặt, cô đưa mắt khẩu cần phía bà Thu: "Hiểu ý bà." Bà cầm tay Hùng đặt vào tay Tú Anh: "Mẹ nhờ con chăm sóc con trai mẹ đêm nay. Mẹ hạnh phúc hay không thì là nhờ vào hạnh phúc của hai con đấy. Hai con vui vẻ nhá." Ba mẹ Tú Anh cũng không ý kiến, giống như bọn họ cho đó là việc đương nhiên ấy. Mà đúng, ai chỉ muốn con gái mình được gả vào chỗ tốt. Huống chi Hùng là người mà vạn cô gái mơ ước. Gia thế khủng nhà anh chính là thầy bảo hành cực kỳ hoành tráng. Mẹ Tú Anh bước đến bên con gái và chàng rể tương lai: "Chúc hai con khỏe mạnh nhá. Hãy chăm sóc nhau thật tốt, ba mẹ về đây." Hùng ngán ngẩm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Khi mọi người đi hết rồi, nhân viên khách sạn tiến đến phía anh, rồi cúi đầu chìa tay ra nói: "Dạ, xin mời hai quý khách đi theo tôi." Tú Anh vẻ mặt rạng người, hạnh phúc khoác tay Hùng. Khi vào thang máy dừng ở tầng 15, cậu nhân viên ấn thẻ phòng rồi nói với Hùng: "Dạ, vì anh là khách hàng đặc biệt nên phòng hoàng đế sẽ là phòng hạnh phúc của anh chị đêm nay. Chúc anh chị một đêm đầy thăng hoa." Nói rồi, anh ta cúi đầu chào rồi lui ra. Tú Anh biết nếu mình không tận dụng thời điểm này, không có lúc nào thuận tiện hơn. Nhất định kiểu gì đêm nay cô phải quyến rũ bằng được Hoàng Hùng. Cô không tin về tấm thân bốc lửa của mình anh có thể làm ngơ. Lấy lại tự tin vốn có, Tú Anh ôm lấy Hùng rồi chủ động kéo đầu anh xuống. Khi môi cô chuẩn bị lướt lên đôi môi của anh, Hùng chợt quay mặt đi, lấy tay gỡ nhẹ bàn tay níu lấy cổ mình. Anh lạnh nhạt nhả chữ: "Tôi mệt lắm, xin lỗi không thể làm cô hài lòng. Hôm nay tôi uống quá nhiều." Một chút gì đó chua xót mặn mòi trên khóe mi. Một câu nói của Hùng thốt ra khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của Tú Anh. Người đàn ông mà cô sắp gọi là chồng đây á, anh ta có vấn đề gì về giới tính không thế này?
Lý trí muốn gào lên giận dữ, nhưng trái tim làm những điều ngược lại. Tú Anh nén nỗi nhục trong lòng, miệng vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ, mà dày mày dạn nói với Hùng. Đêm nay là đêm đặc biệt của chúng ta, anh mệt vào đây massage cho, anh sẽ thấy thoải mái ngay đấy ạ. Nói rồi không đợi Hùng trả lời, Tú Anh dìu anh lên giường và quay người ra chốt cửa lại. Công nhận đây là căn phòng siêu VIP đúng nghĩa, vậy nên nhân viên mới gọi là phòng hoàng đế. Mỗi khách sạn hạng sang theo tiêu chuẩn 5 sao đều có vài phòng đặc biệt thế này để dành cho khách siêu giàu. Chẳng ngờ vừa quay lại, thấy Hoàng Hùng cứ để nguyên cả quần áo rồi nằm vật ra ngủ ngon lành. Tức giận, Tú Anh chuyển sang thất vọng tột cùng. Cô biết Hùng không hề yêu mình. Đã nhiều lần theo ba mẹ đến nhà anh, mặc dù có sự hậu thuẫn của bà Thu, nhưng chưa một lần Hùng dành cho cô một lời ngọt ngào, dù một ánh mắt thân thiện cũng không có. Lẽ nào anh có người khác rồi à? Chỉ có thế thôi, chứ bên cạnh người đẹp như cô, một người chuẩn men như anh không thể bất thường với giới tính được chứ. Một ý nghĩ ma mãnh len lỏi ở trong đầu. Tú Anh đi về phía tủ đồ mở ra, bên trong một loạt quần áo được treo sẵn. Mở lấy cái đầm ngủ màu hồng vô cùng sexy, cô gật đầu mãn nguyện rồi đi vào phòng tắm. Khi Tú Anh bước ra, cô như biến thành một người khác, để quyến rũ gợi tình. So mình trong gương cũng cảm thấy hài lòng và mỉm cười bí hiểm. Cô đi đến bàn trang điểm, vừa lấy lọ nước hoa Chanel số 5 xịt nhẹ vào người. Trong chiếc váy ngủ màu hồng phấn, tất cả những gì ngại cảm nhất đều được phô bày. Chiếc váy chết người tôn lên đường cong tuyệt mỹ của chủ nhân, mặc mà như không mặc. Tú Anh tin bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô trong giây phút này đều không chế ngự được bản thân. Và Hùng cũng như vậy thôi. Từ từ tiến lại phía anh, Tú Anh gần như nằm đè hẳn lên người Hùng. Mặt cô áp sát vào vòng ngực nở nang rắn chắc của anh. Mũi hít hà hương thơm đặc biệt tỏa ra từ da thịt người đàn ông. Là mùi gì nhở? Mùi bạc hà. Sự đam mê giới tính bùng cháy mãnh liệt. Tú Anh không đừng được, tiếp tục hôn lên khắp mặt Hùng. Anh nhắm mắt, nhưng đôi mày khẽ nhíu. Mặc kệ, Tú Anh bắt đầu đưa tay cởi hết cúc áo cho anh. Khi chiếc cúc cố cởi ra, một body cực chuẩn bày ra trước mắt. Mỗi lần Tú Anh không tự chủ được, ôm lấy anh, đôi tay bắt đầu mơn man trên da thịt anh. Cuối cùng thì không còn cái đồ gì cả. Tú Anh bắt đầu nổi loạn. Giờ đây không phải cô lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam giới, nhưng thực sự một cô gái hiện đại sành điệu như cô, chuyện trinh tiết là cái gì đó xưa cũ, có thể nói vô cùng lạc hậu nên cô không xem trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy thân hình cực phẩm thế này. Cô thấy mình thực thông minh khi chọn người đàn ông này làm chồng. Cô bắt đầu dùng mọi khả năng thách thức làm khơi dậy niềm đam mê khao khát của anh. Nhưng mà Hùng không có một động thái nào cho thấy anh tỉnh, càng không có sự tương tác qua lại. Tú Anh liên tục theo dõi nhất cử nhất động của anh. Cô thầm nghĩ rằng em không tin anh sẽ ngủ được mãi, chỉ lát nữa thôi anh lao vào em thôi. Hùng, em yêu anh, rồi anh sẽ lo của em. Thế nhưng mà qua một lúc, Hùng vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Cứ như thể cả cơ thể anh ngủ say như chính chủ nhân của nó vậy. Trái lại, Tú Anh khao khát mãnh liệt. Còn đàn bà khát tình trong cô lúc này phát tác một cách dữ dội. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bị xúc phạm thế này, thất bại một cách thảm hại thế này. Một sự xúc phạm nặng nề không chấp nhận được. Đêm đó, phải rất lâu sau đó Tú Anh mới có thể ngủ. Cô để nguyên tư thế đó, tròn tay ôm cứng lên anh, hy vọng khi anh thức dậy sẽ làm cô mãn nguyện và sẽ hòa vào nhau cho men tỉnh ngây ngất. Mày không thể chịu thua được Tú Anh à? Mạnh mẽ lên, nếu muốn sở hữu trái tim của Hoàng Hùng. Tự nói với bản thân như vậy, và cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Hùng mở mắt. Anh không ngạc nhiên khi thấy mình thế này. Nhẹ nhàng gỡ tay Tú Anh, lặng lẽ ngồi dậy mặc đồ. Không phải anh không biết những hành động của Tú Anh làm với mình, anh cũng chẳng phải gỗ đá, không cảm nhận bản thân đã run lên. Sau lý trí chiến thắng, anh không thể để bản năng trỗi dậy. Không phủ nhận Tú Anh đẹp và gợi tình, nhưng anh chẳng thể mở lòng, cũng không yêu cô. Nếu như không vì sức ép của mẹ, chẳng đời nào anh chấp nhận cái đám hỏi vớ vẩn này. Anh muốn trì hoãn đám cưới để tìm phương kế giải thoát cho mình, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra cách tốt nhất thôi. Bất giác, giọng hát du dương bỗng len nhẹ trong đầu. Là giọng hát, hình ảnh người con gái đó. Người con gái
Đêm đầu tiên bị bọn côn đồ giở trò, người con gái hát tặng anh bà triệu bông hồng là Ngân Thương. Nhưng tại sao anh nghĩ đến cô lại nghĩ vào đúng lúc này chứ? Quay đầu thấy Tú Anh nằm ngủ ngon lành, nhìn thân thể Eva của cô bày trước mắt, anh lắc đầu thở dài, sau đó phủ tấm chăn lên người cô. Không ngờ bản thân bị dính vào tình cảnh giờ khóc giờ cười. Anh bỗng mỉm cười chua chát, giờ chỉ mong sao cho trời mau sáng thôi. Tú Anh ngủ rằng không biết trong bao lâu, đến khi giật mình choàng tỉnh dậy, thấy trời sáng rồi. Nhìn bên cạnh, thấy Hùng đã dậy từ khi nào, quần áo chỉnh tề đứng ngoài cửa sổ. Nhìn xuống bản thân, thấy được phủ kín chăn, đoán rằng anh làm cho cô. Cô tự trách mình, sao ngủ một cách mê mệt thế này, cuối cùng chẳng làm ăn được gì. Cũng chẳng dụ được anh vào bẫy, thế rồi xôi hỏng bỏng không, đúng là tức chết đi được. Có vẻ Hùng nhận ra cô đã dậy, anh quay qua. Cô dậy rồi thì thay đồ đi, tôi trở về. Yên tâm, tôi chưa đụng vào người cô đâu, tất cả còn nguyên đai nguyên kiện. Anh nói gì cơ? Rõ ràng là đêm qua chúng ta đã... Tôi uống nhiều, nhưng không có nghĩa không biết mình đã làm gì. Vậy nên cô đừng lo. Có cần tôi theo cô đến bệnh viện làm tinh dịch đồ không? Anh... Vậy ra anh không quan tâm cuộc hôn nhân này, anh đồng ý làm gì chứ? Em cũng theo anh vào tận đây, lại cùng anh làm lễ đính hôn. Anh nói, lẽ nào anh không coi em ra gì à? Thực ra trong đầu anh đang nghĩ gì thế anh Hùng? Anh coi em là trò đùa, hay anh có người con gái khác? Cô ta là ai chứ? Tạm thời tôi chưa có ai, nhưng tôi không yêu cô. Mà cô biết rồi đấy, tình yêu không có thì đừng nên cưỡng cầu. Cô thay đồ đi rồi còn đi về nữa. Tú Anh bực tức. Anh không làm gì, sao đêm qua cởi đồ em ra làm gì chứ? Cô đừng nghĩ như vậy, có thể dắt mũi tôi. Thằng này không ngu mà không biết mình bị câu dẫn thế nào. Cô có thể làm mọi thứ, nhưng để điều khiển được tôi thì hơi bị mệt đấy. Cô chưa đủ trình, trừ phi là tôi chết lâm sàng cơ. Trên đường đưa Tú Anh trở về, Hoàng Hùng không hề nói thêm một câu nào. Đôi mắt anh mơ hồ nhìn về nơi xa xăm. Đến cổng nhà Tú Anh, anh bình tĩnh bấm còi. Khi cánh cổng mở ra, anh chạy xe vào, bình tĩnh chào ba mẹ cô một câu cho phải phép, rồi sau đó rời đi. Chiếc xe vừa khuất bóng, bà Mai quay sang hỏi con gái. Sao thế con? Vừa mới trăng mật đêm qua, sao nay thấy mặt có vẻ không vui thế? Hai đứa cãi nhau à? Tức chết đi được mẹ. Hoàng Hùng đúng là gã khùng. Mẹ có tin đêm qua anh ta không hề làm gì con không? Hả? Mẹ không hiểu. Không lẽ thằng Hùng nó bị bất thường với giới tính à? Nhìn con gái mẹ đẹp thế này, Sao nó không động lòng á? Kể mẹ nghe đầu đuôi xem nào. Tú Anh nghe mẹ nói, tủi thân khóc òa lên. Bà ấm ức trong lòng được dịp tuôn ra. Nghe xong bà Mai nói, vậy là nó không yêu con rồi. Nhưng trường hợp này mình không thể ép được, chỉ hy vọng lạt mềm buộc chặt thôi. Mai nhà bên ấy, bà thu quý con, tận dụng tốt mối quan hệ với bà ấy để đạt mục đích. Chỉ cần Hùng chịu làm đám cưới, đưa con một bước lên tiên. Nhà đó ra thế khủng như vậy, mình phải nhờ họ nhiều đấy con ạ. Tú Anh hậm hực không thôi, đôi mắt cô chợt lóe lên. Con tin chắc anh ấy có người trong lòng rồi mẹ. Một tổng tài trẻ tuổi, đẹp trai ngời ngời như thế chưa yêu ai, con chết không tin à? Thời gian này con bằng mọi cách điều tra xem kẻ nào nắm giữ trái tim anh ấy. Con không thể thua nó. Để coi con đó là con nào, sao to gan lớn mật như thế. Trong khi ấy, tại tỉnh miền Tây Nam Bộ, ông Phúc đang làm vườn thì chợt ôm bụng nhăn mày đau đớn. Mấy ngày hôm nay, ông giấu không cho con biết về căn bệnh suy thận của mình càng lúc càng tiến triển nặng. Hôm rồi đi khám, ông được bác sĩ kết luận bệnh ở giai đoạn 4, cộng thêm căn bệnh tiểu đường nữa nên bệnh tình càng trầm trọng. Nhìn vào vết thương ở bắp chân, ông bất giác thở dài. Vết thương ngày một ăn sâu, lở loét mãi không lành. Ông biết đó chính là biến chứng của bệnh tiểu đường gây nên. Bất giác, người đàn ông khắc khổ thở dài. Nhìn vào gia cảnh của mình, ông chép miệng thở hắt. Trên khóe mắt khô cằn dày thêm những nếp nhăn, khuôn mặt rám nắng, xương sổ của ông lần nữa run lên. Ông đã khóc, khóc cho thân phận hẩm hiu của mình, thương cho đứa con gái sớm bươn trải tự lo lấy thân. Nghĩ đến con, đôi mắt buồn của ông chợt lóe lên tia hy vọng ngập tràn.
Con bé đã vào năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Vậy mà ông không lo nổi tương lai cho nó. Cũng may nó là đứa con ngoan, vừa lên thành phố học đại học, lại chịu khó làm thêm để lấy tiền gửi về cho ba mẹ. Ông Phúc ngủ thở dốc một hồi như vậy, có tiếng điện thoại vang lên. Nhìn màn hình thấy số con gái. Ông cố nặn nụ cười, cất giọng mạnh mẽ nhất có thể. Alo, con đây à? Sao lại gọi cho ba giờ này? Không học hả con? Nay con được nghỉ ba. Con gọi xem ba khỏe không ạ? Ba đang làm vườn à? Sức khỏe ba không tốt, ba đừng lọ mọ. Ba ráng nghỉ ngơi. Cuối tuần này con về, con đưa ba vào viện tái khám. Thôi, con cứ lo học nhá. Không sao đâu, đừng lo cho ba. Lúc nào được nghỉ dài ngày thì hãy về. Đi lại cũng tốn kém. Ở trên thành phố, nhớ giữ gìn đấy con. Có gái mà không cẩn thận thì khổ cả đời. Bên ngoài cạm bẫy nhiều lắm. Vâng, có biết lo cho bản thân mà ba. Con chỉ lo ba ở nhà một mình lại bệnh tật liên miên. Ngộ nhỡ đêm hôm trái gió trở trời. Nhà mình chỉ có hai ba con. Ba khỏe thì con mới vui ạ. Vậy nên ba đừng suy nghĩ gì cả. Cuối tuần này con về. Có gái ông luôn là như vậy. Đầy tình cảm, lúc nào cũng biết lo cho cha. Nó vốn thiệt thòi từ nhỏ, sớm thiếu đi tình thương của mẹ. Một mình ông gà trống nuôi con. Được cái, con bé vốn thông minh nhanh nhẹn nên học giỏi. Ngày nó báo đậu vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh khoa thanh nhạc, ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đạt được ước mơ, nhưng lo làm sao có tiền để cho con ăn học. Ấy vậy mà, nó vừa đi học, vừa đi làm thêm. Mấy năm đầu, Thương có đi phục vụ quán ăn, bưng bê rửa bát, không nề hà việc gì. Thế rồi cũng qua. Sang năm thứ ba, con bé bắt đầu đi hát thêm ở đám cưới, các buổi tiệc nhỏ nhờ các anh chị đi trước giới thiệu. Ông chỉ lo trên thành phố cuộc sống xô bồ, con gái ông lại có nhan sắc, cạm bẫy rình rập đầy ra, không biết nó có vượt qua được không. Bản thân ông chỉ biết thương con như vậy, chứ chẳng giúp được gì cho nó, ngoài những lời động viên suông. Đúng là lực bất tòng tâm, họa vô đơn chí mà. Cuối tuần đó, Thương về thăm ba. Cô dành dụm được bao nhiêu tiền đưa hết cho ba chữa bệnh. Hôm thứ hai đưa ba vào viện tái khám. Nghe bác sĩ nói tình hình của ba, cô lo quá. Bệnh của ba cô tiến triển nhanh, muốn cải thiện thì phải chạy thận liên tục, đồng thời cũng phải chữa dứt căn bệnh tiểu đường. Mà cái này cần rất nhiều tiền, cô biết đào đâu ra. Điện đi hát thất thường, cô đã phải cố gắng ăn tiêu rẻ sẻn, lại còn dành tiết kiệm gửi về cho ba. Nhưng trước mắt cô cả một màu xám xịt thê lương. Bác sĩ còn nói bệnh của ba cô nếu để trị dứt điểm thì phải thay thận, mà tìm được quả thận đâu có dễ. Nếu tìm được còn xem nó có tương thích không. Giá như cô có một phép màu. 3 tháng sau, bệnh tình ông Phúc trở nặng. Một tuần ông chạy thận tới 3 lần. Khuôn mặt ông giờ phù nề vì ứa nước nom đến sợ à. Ông cứ cố gắng gượng mà không dám nói ra với con gái, vì nghĩ rằng cô lo, cô sợ. Lần chạy thận này cũng sử dụng những đồng tiền cuối cùng của Thương gửi về. Tuy ông mua bảo hiểm nhưng vẫn phải chi trả 20% viện phí, cộng với chi phí mua thuốc thêm. Mà cái này mới là đáng lo chứ. Vậy nên hầu như hàng tháng nguyên tiền thuốc của ông cũng phải tới 6 triệu, cộng tiền ăn tiền uống lo cho bản thân, rẻ sẻn nhất cũng phải sấp xỉ 10 triệu rồi. Với người gia cảnh khó khăn như ông, số tiền này đúng là quá sức. Đang trong giờ giải lao, Thương có điện thoại. Nhìn vào hàng tên hiện lên trên máy, cô giật mình lo sợ. Đây chẳng phải số máy bác sĩ điều trị cho ba cô à? Cô run run hết cả người ấn phím nghe. Thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nói. Cô Ngân Thương đấy à? Tôi gọi cho cô giờ này có phiền gì không? Dạ, chào bác sĩ ạ. Ba cho con hỏi bệnh tình ba con bữa nay ổn không ạ? Con bận học, không thể thường xuyên chăm lo cho ba được, chăm sự như bác sĩ ạ. Tôi trao đổi nhanh với cô thế này. Hiện tại bệnh ba cô tiến triển nặng, một tuần phải lọc máu 3 lần. Chi phí cô biết rồi đấy. Bảo hiểm cũng chỉ chi trả phần nào, còn lại bệnh nhân tự lo. Mà tiền thuốc men thì không phải nhỏ đâu. Cô xem thế nào cô cáng đáng được không? Tôi e... Dạ thưa bác sĩ, bây giờ có cách nào giúp ba con khỏi hẳn bệnh không ạ? Nếu cần... con hiến một trái thận của mình cho ba. Cô thực có hiếu. Nhưng mà tôi nói trước, tuy cô là con gái ruột của bệnh nhân,
Nhưng không phải cứ cùng huyết thống mọi bộ phận đều tương thích, chỉ sợ các chỉ số không đồng nhất. Dạ, để muốn cải thiện tình hình của ba con phải cần tìm được người hiến thận phù hợp, đúng không bác sĩ? Đúng thế đấy, việc này vô cùng khó vì lượng cầu nhiều hơn cung. Rất nhiều trường hợp như ba cô đang chờ thận ghép, đấy là chưa kể thay một quả thận cần rất nhiều tiền, số tiền lên đến vài trăm triệu, có khi nhiều hơn. Hạn chế của nó, nguy cơ thải ghép cũng cao. Nếu may mắn cơ thể bệnh nhân chấp nhận, coi như là thành công. Có không tỷ lệ 50-50, người bệnh phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Vâng, con cảm ơn bác sĩ ạ. Cô phải nhanh lên mới được, bệnh tình của ba cô không chờ được lâu đâu. Nói rồi đầu bên kia cúp máy, cô nghẹn ngào bật khóc, thấy bản thân bất lực kém cỏi vô cùng. Cô biết làm gì giúp ba đây? Chỉ nghe đến số tiền thôi, cô thấy toát cả mồ hôi hột. Giờ trong tay cô vài triệu cũng khó, chứ nói gì vài trăm triệu. Nhưng tính mạng ba là trên hết. Cả đời này cô chỉ có mình ba. Ba mệnh hệ gì cô biết sống làm sao chứ, biết trông cậy vào ai? Mãi suy nghĩ, dòng nước mắt mặn mòi chảy tràn trên hàng mi xinh đẹp. Một tân liệu yếu đào tơ như cô biết làm gì để có số tiền đó đây? Người bác sĩ bên kia đã buông máy từ lâu, Thương cứ đứng thẫn thờ một góc hành lang, nước mắt không ngừng chảy. Chợt, một cái đập bốc vào vai khiến cô giật mình quay lại, là Hằng. Thấy mắt Thương mọng đỏ, Hằng lo lắng hỏi: "Ơ kìa, mày bị làm sao thế? Ông già có chuyện gì à?" "Sao mày biết?" "Biết cái gì, tao đoán thôi. Vì người quan trọng nhất đối với mày khiến mày khóc chỉ có ba mày, cha vào đây nữa. Thế bệnh tình ông thế nào rồi?" "Chán lắm mẹ ạ. Ba tao bệnh nặng rồi, em phải thay thận mới có thể duy trì cuộc sống. Còn không thì..." "Bác sĩ vừa gọi điện cho mày à?" "Ừ, bác sĩ thông báo tình hình ba tao. Nói ngoài căn bệnh tiểu đường biến chứng, bệnh suy thận của ông mới đáng ngại vì nó trở nặng. Một tuần lọc máu 3 lần, thì bảo hiểm chi trả cũng chỉ phần nào. Còn lại mình vẫn phải mua thêm thuốc men đặc trị, chi phí phát sinh mẹ. Bác sĩ còn nói nếu muốn ổn định, chỉ có cách đó là thay thận thôi." Hằng bất giác thở dài: "Tiếc là tao nghèo quá, chẳng giúp được gì cho mày. Mà theo tao tìm hiểu, chi phí thay thận lớn lắm, là chưa kể phải tìm được người có thận phù hợp tương thích với ba mày. Điều này khó hơn hái sao trên trời. Vì nhiều người giàu có ấy, thậm chí họ còn cho người đi lùng sục suốt. Rốt cục khi tìm được thận, người thân cũng không thể chờ nổi mẹ ạ." Nghe bạn nói Thương nghẹn ngào, cô chỉ trực oá lên khóc thôi. Cô mím môi cất giọng dứt khoát: "Còn sống còn hy vọng. Chỉ cần ba tao kiên cường, dù có đánh đổi mọi thứ, kể cả bản thân làm trâu làm ngựa, Nhất định tao phải cứu được ba tao." "Tao cũng thương mày, muốn giúp mày, nhưng thực sự lọc bất tòng tâm mẹ ạ." "Không sao đâu, chiều nay học xong mày đến gặp anh Vinh cùng tao với nhá. Tao muốn nhờ anh ấy giúp." Hằng chỉ biết nắm chặt tay bạn rồi gật đầu động viên cô. Tuy rằng biết điều đó là khó, và cả cô và Thương đều chẳng phải nhân vật quan trọng gì khiến cho anh Vinh móc hầu bao mà cho Thương vay số tiền lớn, nhưng thôi, còn nước còn tát, khi chưa thử vẫn có thể hy vọng. Cậu mong bạn thân cô gặp được nhiều may mắn. Chiều đó sau khi học xong, hai cô đưa nhau đến vũ trường sau đêm gặp anh Vinh. Anh ấy chính là quản lý ở đây. Vừa thoáng thì hai người, anh Vinh đã hỏi: "Sao thế? Hai đứa đến đăng ký làm thêm tiếp à?" "Tiếc là anh chỉ sắp xếp được đúng 2 ngày cuối tuần. Đợi thời gian nữa, các em được nhiều người biết đến hơn thì hẵng hay nhá." Thường ái ngại nhìn anh rồi dè dặt nói: Dạ không ạ. "Không phải bọn em đến xin anh làm thêm. Hôm nay em đến đây là muốn nhờ anh giúp em một việc với ạ." "Ừ, nói đi." "Dạ, ba em ở quê hiện nằm viện, mà bệnh tình đang tiến triển nặng. Nhà em chỉ có 2-3 con, lại không có tiền. Mong anh có thể giúp em được không ạ?" "Ba em bị bệnh gì? Em cần vay bao nhiêu?" "Nể tình anh có thể cho em vay vài triệu gửi về cho ba. Nhưng 2 ngày cuối tuần vẫn phải đến thiên đường và sau đêm hát. Cái này không vắng được đâu em ạ." Thường nghe anh nói đến đây, nước mắt lan dài, cổ họng cô nghẹn lại vì tủi thân bất lực. Chưa biết mở lời ra sao thì lúc này Hằng lên tiếng: "Dạ, ba của Thương bị biến chứng tiểu đường và suy thận giai đoạn 4 anh ạ. Giờ 1 tuần phải ở bệnh viện chạy thận 3 lần. Bác sĩ nói chỉ có cách này, đó là thay thận thì mới kéo dài được sự sống ạ." "Cái gì cơ? Ba em phải thay thận à?
Ôi, em có biết số tiền thay thận nó không hề nhỏ không? Chẳng phải chỉ vài trăm triệu đâu, thậm chí cả tỷ đồng đấy. Mà có tiền cũng còn chưa chắc tìm được người hiến thận phù hợp. Cái này thì anh không giúp được vì số tiền lớn quá em ạ. Anh quản lý nói một hồi rồi thở dài đánh sượt tỏ vẻ tiếc nuối. Đoạn anh nói với Thương, câu nói chẳng biết mang hàm ý gì không, hay chỉ nói cho vui. Bây giờ ấy, chỉ còn mỗi một cách giúp em tìm được một đại gia nào đấy đứng ra bảo lãnh. Mẹ điều này cũng khó vì phải phụ thuộc vào cơ duyên cơ. Hằng chợt nắm tay quản lý. Anh ơi, xin anh giúp bạn em được không ạ? Hai đứa chúng em nguyện đi làm cả đời cho anh. Chỉ cần anh cho Thương vay đủ số tiền để giúp ba bạn ấy chữa bệnh được không ạ? Mình phỉ cười nói, không phải là anh không muốn giúp hai đứa, mà số tiền lớn tỷ chứ có phải ít đâu em. Thôi hai em về đi, và phải chăm cầu nguyện, biết đâu đến phút chót trời thương cho em gặp được một đại gia quý nhân nào đó. Anh thì cũng đi làm công ăn lương, tiếc quá không giúp gì được đâu. Lại nói về Hùng, từ bữa làm đám hỏi với Tú Anh đến giờ, anh như biến thành con người khác. Ngày nào hết giờ công ty, anh cũng gọi điện thoại rủ Huy đi uống rượu. Hôm nay cũng vậy, vừa đến nhà hàng xong, anh gửi định vị cho cậu bạn thân. 15 phút sau, thấy Huy có mặt. Nhìn Hùng đang ngồi một mình với chai Heineken, Huy tròn mắt hỏi, sao? Đừng nói với tôi ông định dìm mình trong cái hầm bia nhá. Tỉnh lại đi ông bạn ơi, sắp có vợ đẹp rồi, phải vui lên chứ hả? Hùng bóp chặt tay Huy, miệng nghiến lại. Tôi cấm ông nhé, từ nay không được nhắc đến vụ đám cưới với tôi, ông nghe chưa? Ông là bạn thân, ông biết thừa tôi không yêu cô ta còn gì. Thế ra chán đời à? Đừng tự hủy hoại mình như thế chứ. Này, đi xả stress đi. Bình thường ông thích đến thiên đường với sao đêm cơ mà. Hùng im lặng không nói gì. Lời Gia Huy vừa thốt ra, chẳng phải đang nhắc cho anh nhớ đến người ấy. Tại sao đầu óc anh dạo này hay thấy hình ảnh cô gái đó thế nhở? Lẽ nào anh bắt đầu để ý cô ta? Gạt vội mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Hùng quay ra hỏi Huy, cậu tin vào duyên số không? Một phần thôi, phần lớn do mình quyết định mà. Ý cậu là gì? Tự nhiên tôi muốn đi xả xui. Xả xui á? Đừng nói với tôi cậu lấy vợ vào, đó là việc xui xẻo nhá. Ý ra lúc này với tôi, điều đó đúng là xui xẻo. Tôi không thích, nhưng vẫn phải chiều ý mẹ, phí cả đời trai. Nghe câu nói chua xót của Hùng, Huy cũng thấy cảm thảy thanh cho anh. Sau ngay lập tức, ánh mắt lóe sáng, đập một cái thật mạnh vào vai thằng bạn. Và cậu muốn xả xui bằng cách phá đời mình à? Ý là phá Trinh ý. Tưởng Hùng tức giận, ai dè anh nói, đúng đấy, tôi không muốn đời trai của mình bị cô ta phá hỏng. Thà đi hoang với người con gái khác, còn hơn bị vấy bẩn bởi cô ta. Ý cậu, cậu muốn tìm cô gái nhà lành à? Ừ, nhưng phải là người tôi thích và có hứng thú. Nghe điều kiện này của Hùng, Huy toát cả mồ hôi hột. Mới nghe qua tưởng đơn giản, thế mà lại không hề đơn giản. Biết ai là người mà Hùng thích, ham vui đây. Chợt đầu anh nổ ầm một tiếng nhớ ra cái tên. Xong chưa kịp nói, Hùng đã mỉm cười. Thôi kệ đi, tôi không cần gấp. Vạn sự là tùy duyên. Giờ đi ăn đi. Tôi tin sớm muộn gì người đó cũng xuất hiện, cậu không cần tìm đâu. Nghe lời nói có phần chắc như đinh đóng cột của Hùng, Huy vừa mừng vừa lo. Cả hai ăn uống xong xuôi, đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Vì có tâm trạng, hôm nay Hùng về luôn chứ không muốn đi đâu. Cũng tại bởi hôm nay là ngày thường nên đối tượng của anh không có mặt ở thiên đường. Bắt tay Huy thực chặt, Hùng nói, ông về đi, khi nào hứng tôi lại gọi nhé. Nhưng ổn không đấy? Hoàn toàn bình thường mà, cứ yên tâm đi. Khi chiếc xe của Huy ra khỏi nhà hàng, Hùng cũng chui vào chiếc xế hộp của anh. Thay vì xoay vô lăng về nhà, anh cầm điện thoại gọi cho ai đó. Tiếng nói đầu bên kia vang lên, chào chú em, có việc gì gọi cho ông anh này đấy. Tôi muốn đổi gió, anh giúp được không? Ý cậu là gì? Tìm một em ngon lành cành đào à? Gu của cậu là thế nào nói đi. Tôi thích một em hoàn toàn sạch sẽ, chưa bị bóc tem, thập phần xinh đẹp. Trời, tiêu chuẩn của đại gia có khác, cao thật. Để tôi xem có món nào đặc biệt không nhá. Nếu nghĩ một lúc, đầu bên kia nói, cậu cần ngay bây giờ không? Nhưng tôi nói trước, cái giá một đêm không rẻ đâu. Thôi được rồi, tiền với tôi không thành vấn đề. Chỉ có để xem đối tượng anh đưa ra tôi có thích hay không đã. Chắc chắn cậu thích mà, không những thích mà là rất thích đấy, tôi đảm bảo luôn. Thôi được rồi, gửi ảnh cho tôi. Chưa vội gật ngay, người kia thành khẩn đáp, này, người đẹp này cậu quen đấy. Tôi không có thời gian đâu, anh nói nhanh đi.
Từ từ, tôi gửi ảnh qua cho cậu xem. Nếu ok tôi nói giá. Cái này không phải do tôi ấn định đâu, do người đẹp ra điều kiện. Mất thì giờ quá, nghe vào luôn đi nhá. Tiếng cúp máy khô khan vang lên. Vài giây sau, điện thoại Hùng vang lên tin nhắn. Mở Zalo, anh chết sững khi thấy người trong hình. Tưởng mình nhìn nhầm, anh dụi mắt mấy lần. Lúc chắc chắn mình không nhầm, anh cầm điện thoại bấm máy. Nếu quan sát kỹ, thấy trên trán Hùng có những giọt mồ hôi lấm tấm. Bàn tay nhất thời run rẩy. Thế nào tổng tài, đúng mẫu người cậu thích không? Hùng gắn lên trong máy. Người này không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn đâu. Nói đi. Trời, anh chỉ cần nói thế này. Chú mày biết là anh không đùa này. Cũng không hề đùa giỡn hay cố ý xúc phạm nhân phẩm người đẹp đâu. Chú nghe anh nói rồi hẳn trách anh nhá. Người bên kia cất giọng kể một mạch. Nghe đến đâu Hùng bất ngờ đến đó. Không ngờ có người khổ vậy à? Lẽ nào đây là số phận? Nghe xong anh nói ngay không chần chừ thêm. Đưa cô đến cho tôi nhá. Phòng Hoàng đế, khách sạn Riverside. Ok chú em, anh làm theo yêu cầu của chú. Nhưng chú nhớ chuẩn bị sẵn sàng 1 tỷ nhé. Phần anh chú cho bao nhiêu cũng được. Không thành vấn đề đâu, việc còn lại của anh tôi sẽ chờ ở đó nhé. Trong khi đó, Ngân Thương nằm dài trên giường với cuốn nhạc trên tay. Tiếng điện thoại lúc này bất chợt vang lên. Cô giật mình bật lên câu hỏi. Ai gọi cho cô giờ này nhở? Tim cô như bị bóp nghẹt vì lo cho ba. Tay run rẩy cầm cái điện thoại, nhìn vào thế là Quang Vinh. Cô lúc này thở phào một hơi. Alo em nghe ạ? Ừ, em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, có gì không ạ? Anh tìm được mối cho em, nghe anh nói này. Rồi em đến khách sạn The Riverside, có người chờ em ở đó. Em đến Quầy Lệ Tân, chỉ cần nói tên, họ dẫn em lên phòng nhé. Anh nói gì ạ? Ơ kìa, không phải em muốn tiền có để có thể chữa bệnh cho ba. Sao bây giờ những người trên trời rơi xuống với em? Đúng là thương cần tiền, không phải ít mà là rất nhiều tiền. Nhưng tự nhiên tin đến nhanh thế này làm cô nhất thời không tiếp nhận được. Sao vừa đề đạt hôm trước, nay có sẵn thượng đế cho cô vậy trời. Người đó là ai? Ngay lập tức chịu bỏ ra số tiền lớn cho cô. Cô băn khoăn quá hỏi lại. Dạ, đúng là em cần tiền. Mà anh gọi đường đột quá, khiến em chưa kịp thích ứng. Người đó là ai thế hả? Liệu họ có chịu bỏ ra ngần ấy tiền cho em không ạ? Yên tâm đi em ơi, đúng là số tiền 1 tỷ so với anh em mình thì lớn thật. Nhưng đại gia mà, chuyện nhỏ ấy mà. Em thay đồ bắt taxi đến đó nhé. Nhớ chiều lòng người ta. Anh nhắc lại, sau đêm nay em có 1 tỷ đấy. Là 1 tỷ em hiểu không? Lẹ lên, mặc đồ trang điểm đẹp vào. À mà em phải chắc chắn là mình phải còn trinh. Nếu mất rồi thì khỏi nhé, đỡ mất thời gian. Cô dạ một tiếng cúp máy. Tự nhiên sự việc đến nhanh khiến cô bần thần hết cả người. Hằng từ nhà tắm bước ra, thấy Thương thẫn thờ như thế. Lại nghe thấy cô vừa nói chuyện điện thoại thì đoán ra sự việc. Này, trông mày như con ngáo ngơ thế. Tao phải đi bây giờ mày ạ. Tối nay mày ngủ một mình nhá. Đi đâu mà qua đêm? Nói, có cần tao đi cùng không? Thương buông một câu làm cho Hằng chết sững. Tao đi bán trinh. Chỉ có như vậy mới có tiền giúp ba tao được nhận. Không còn thời gian nữa rồi. Lúc nào tao kể lại với mày. Nhưng đi đâu? Ai đồng ý mua trinh của mày? Đại gia. Chị đại gia mới có nhiều tiền như vậy. Giờ tao dối trí quá. Để tao đi đã, rồi về nói sau nhé. Chỉ 15 phút sau, Thương đã trang điểm xong. Cô mặc chiếc váy rất sexy, đến nỗi Hằng cũng trầm trồ. Mày đẹp thật đấy Thương ạ. Nhưng cẩn thận đấy, tao cảm thấy lo làm sao ấy. Sao tự dưng có đại gia biết mày cần bán trinh mà mua? Không khéo bị lừa, rồi lọt vào tổ quỷ thì tàn đời em ơi. Tao nghĩ không đến nỗi vậy đâu. Mà thôi, giờ thay đổi cũng không được. Coi như đây là canh bạc, được ăn cả ngã về không. Đời tao có gì phải đắn đo đâu. Chỉ có mỗi ba là người quan trọng nhất. Phận làm con tao phải báo đáp. Chứ không lẽ ngồi nhìn ba mình chờ chết à? Thôi được rồi, để tao đặt xe cho. Mong là mọi chuyện suôn sẻ. Tao đặt xe rồi, taxi đang trên đường đến. Ở đâu thế? Khách sạn Sài Gòn The Riverside. Là khách sạn 5 sao. Hằng suýt nữa ngã ngửa ra giường, mồm miệng á khẩu. Không kịp để Hằng nói thêm, Thương xách túi xách ra xe. Chiếc taxi hạng Mai Linh đậu ngoài cửa. Cô bước lên, đôi mắt vô hồn, buồn vời vợi. Thực không dám nhìn vào mặt Hằng, cảm thấy bản thân mình khốn nạn. Chiếc xe chở Ngân đi. Hằng vẫn còn đứng ngoài cửa, cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó quý giá. Cô thấy Thương Ngân thương vô cùng,
Bất giác cô chắp tay nhìn phía xa xa, nơi có ánh đèn màu chớp tắt, lầm rầm cầu nguyện cho cô bạn, cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn của cô. Đến cửa khách sạn, người lái xe bảo Ngân Thương, đến nơi rồi em ơi. Này, bọn em đi ngủ một đêm ở đây sướng nhỉ, phụ nữ đúng là bà hoàng. Chẳng cần quan tâm câu nói đầy mỉa mai châm chọc của anh lái xe, cô móc vội tiền đưa cho anh ta rồi bước nhanh vào khách sạn. Tiếng điện thoại vang lên, là anh Vinh. Anh ấy có vẻ sốt ruột. Đến nơi cho em, đại gia đang chờ rồi đấy. Dạ, em vừa đến sảnh khách sạn ạ. Ừ, tốt rồi, em lên đi nhá. Thấy cô đi vào, một anh lễ tân bước ra nói, em có hẹn phải không? Ngân Thương gật đầu, sau đó tiện tay chỉ cho anh này xem chứng minh thư của mình. Anh ta mỉm cười, đi theo anh. Chiếc thang máy đưa cô đến tầng 15 khách sạn rồi dừng lại. Bước ra ngoài, anh lễ tân dẫn cô đến căn phòng hạng sang. Đây là phòng hoàng đế. Khách sạn này chỉ đúng 4 phòng thế này thôi, chuyên dành cho giới đại gia siêu giàu. Hôm nay em vào phòng này nhé. Nói rồi anh đưa tay gõ cửa. Bên trong lên tiếng nói, vào đi. Anh ta chìa tay ra hiệu cho cô, còn mình thì bước vào thang máy. Tìm thường lúc này đập lên loạn xạ, đôi chân run run đẩy cửa bước vào. Đúng là phòng đặc biệt có khác, mới thoáng qua thấy cực kỳ xa hoa, cứ như phòng ngủ vua chúa ấy. Không hổ danh gọi đây là phòng hoàng đế. Những thứ đó đập vào mắt cô. Còn phía trước mặt cạnh cửa sổ, bóng người đàn ông cao lớn xoay lưng phía cô. Cái dáng này sao cô thấy mơ hồ, có chút gì quen quen nhỉ? Đột nhiên người đàn ông xoay lại, chân cô khững lại, tim đập dồn dập. Là anh à? Người kia nở nụ cười. Đúng vậy, là tôi. Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Thường cảm nhận hơi thở mình yếu ớt, cô gần như không thở nổi khi thấy người đàn ông này. Tại sao là anh ta? Định xoay người bước nhanh ra cửa, mặc chuyện gì xảy ra. Cô thực không muốn ở lại, không thể như thế này. Có chết cô không thể tưởng tượng tình huống giờ khóc giờ cười. Tại sao không phải ai khác mà là anh ta? Giá có thể chui xuống đất kia, cô không ngần ngại chui xuống đâu. Khi tay chuẩn bị mở nắm cửa, đằng sau giọng nói đầy ma lực cất lên thì cô không bước tiếp. Không phải cô đang cần 1 tỷ à? Thường im lặng. Đúng, chẳng phải cô đến đây đổi lấy khoản tiền 1 tỷ đồng. Vậy tại sao phải sợ? Tại sao trốn chạy? Đã xác định bán thân thì ai chả như nhau. Người đứng trong phòng chính là thượng đế của cô. Nếu đồng ý phục vụ anh ta, cô có ngay số tiền đó lo cho ba. Vậy chẳng việc gì phải ngại. Cô mạnh mẽ quay người, vứt bỏ hết cái liêm sỉ đó ra. Anh sẽ cho tôi 1 tỷ chứ? Được thôi, nếu cô làm tôi hài lòng. Cô đưa tay lên cửa, thay vì định mở ra, cô ấn chốt lại rồi đi về phía Hùng. Thấy vậy, người đứng trước mặt cô không ai khác, chính là Hùng, tổng giám đốc công ty truyền thông Y. Cô nhếch miệng cười. Lúc này đây, Hùng thì lạnh lùng nói, hãy làm cho tôi hứng thú đi. Thường chỉ muốn trào nước mắt, chẳng bao giờ cô nghĩ mình lâm vào hoàn cảnh này. Giờ đây, cô khác nào một cô gái bán hoa. Khẽ liếc nhìn chiếc giường được trải đầy hoa hồng, giữa tấm ga trắng tinh, một trái tim đỏ rực được xếp khéo léo bằng những cánh hoa hồng thắm. Mới nhìn vào, ai cũng nghĩ đây là chiếc giường tân hôn đầy lãng mạn của một cặp đôi sang chảnh nào đó. Một chút chua xót dâng lên trong lòng, cô vội kịp nén đi tiếng khóc. Tôi có thể tắt điện đi được không? Phí nhở, cô làm như vậy không thấy thiệt thòi cho tôi à? Đứng trước một tòa thiên nhiên tuyệt vời như thế này, không ngắm thì phí. Bật đèn ngủ lên đi, tôi muốn được ngắm cô trong ánh điện mờ ảo. Ngân Thương đành phải làm theo. Chưa biết làm gì tiếp theo, Hoàng Hùng đã nâng cằm cô lên, đặt nụ hôn nồng cháy lên đôi môi cô. Đôi tay siết chặt ghi vòng eo con kiến của Thương rồi bế bổng cô lên. Đôi mắt cô nhắm nghiền, không dám đối diện người đàn ông đó. Lát sau cô cảm thấy mình được đặt xuống chiếc giường nệm để êm ái. Một thân hình to lớn đổ ập lên người cô. Đôi môi tham lam phủ kín bờ môi cô, mạnh bạo hôn ngấu nghiến. Lần đầu tiên Thương đụng chạm thân mật với một người đàn ông. Nói cô chưa yêu ai thì nghe có vẻ khó tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Một sự thật ai nghe thấy cũng cho là hoang đường trong cái thời buổi tình yêu đi trước thời đại. Sau màn hôn môi nồng nàn cuồng nhiệt, anh buông cô ra nói, giờ cô làm tôi thỏa mãn đi chứ, đừng ngại gì. Ở đây chỉ có 2 người, không có người thứ ba. Cô không cần phải miễn cưỡng gì đâu. Thường chưa từng làm thế này bao giờ, song lúc này cô làm gì còn lựa chọn. Đôi tay búp mang xinh xắn lúc này run run chạm vào ngực Hùng, lần cởi từng chiếc cúc trên người anh.
Một, hai, ba, bốn, năm. Chiếc nút áo cuối cùng được mở bung. Khuôn ngực rắn chắc của Hùng hiện ra, khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Hành động này không qua được ánh mắt anh. Anh nâng cằm cô lên. Thế nào? Thấy tôi quyến rũ quá, không kiềm chế được à? Tiếp tục đi. Đây mới chỉ là 50% thôi. Tôi còn ngạc nhiên hơn thế nhiều đấy. Nói xong, anh nắm hờ mắt lại. Bàn tay thương chần chừ. Chưa biết phải làm thế nào. Hồ vực dậy nói. Nhanh lên đi, đừng để tôi mất hứng. Tôi cảm thấy không hài lòng. Số tiền kia sẽ bị trừ đi đấy. Nếu cô muốn nhận được 1 tỷ thì làm đi. Câu nói đúng là ma lực chết người. Ngân Thương không còn ngại ngùng nữa. Hay nói đúng hơn, cô nhắm mắt làm liều thôi. Chỉ cần để cho anh ta phật ý, số tiền kia theo đó bay đi đấy. Với cô bây giờ chỉ có tiền, tiền mới cứu được ba. Giờ đây, lúc này trên người anh chỉ còn một chiếc quần nhỏ. Thực bất giác đưa tay che mặt. Thấy cô im lặng, Hùng lần nữa lên tiếng. Tiếp tục đi chứ. Lúc này đây, cái thứ cuối cùng che lại không còn. Anh mở mắt thì cô đắm đuối. Tạm thời xong việc của cô đấy. Bây giờ đến lượt tôi. Lần đầu tiên Thương cảm nhận sự dạo dực. Huống chi đó lại là Hoàng Hùng, một tổng tài có vẻ đẹp soái ca, cực kỳ quyến rũ. Cô đẹp lắm. Tôi rất sợ. Anh đừng làm tôi đau. Thả lòng người ra đi, lần đầu ai cũng vậy cả. Tôi muốn đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất của em. Tôi sắp sửa đem lên thiên đàng. Hãy tưởng tượng những gì tốt đẹp nhất trước mặt em. Và em sẽ lập tức quên đi đau đớn. Hãy nghĩ tôi là người yêu của em. Em đang dâng hiến cho người đó. Em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Trời đất ơi. Rồi sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến. Cô chính thức bán mình để cứu cho cha. Sáng hôm sau, Thương tỉnh dậy. Cô biết mình mất đi đời con gái. Giờ mới biết thế nào là nỗi đau của lần đầu mất Trinh. Cô thấy Hùng đã dậy. Anh mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Cô nhận tiền mặt hay chuyển khoản đây? Thương nghĩ, đằng nào cũng chưa kiếm được thận thay cho ba. Nếu cầm tiền mặt thì cũng rất nguy hiểm. Chỉ bằng bọn anh chuyển khoản cho mình, khi cần thì rút ra sau. Anh chuyển khoản cũng được, để tôi đọc số tài khoản cho anh. Một phút sau, Hùng chuyển khoản xong. Anh chỉ điện thoại. Xong rồi nhá. Cô cần gì nữa không? Cô còn cần cái gì ở đây? Khi thứ quý giá nhất của cô đã mất. Cuối cùng, cuộc mua bán này đã mất, đã hoàn tất. Không còn gì nữa, cô chỉ đành lắc đầu rồi im lặng. Hùng biết mọi lời nói của anh bây giờ là thừa. Em cúi xuống, hôn lên tóc Thương. Đôi mắt chợt dừng thực lâu. Chỉ tấm ga giường, bằng chứng một đêm ân ái đầu tiên còn vương lại. Kìm không được, Hùng thốt lên một câu rất nhẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Chào em. Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi phòng. Thương hững nhìn theo. Lúc này cô ý thức mình chưa mặc gì, chỉ có chiếc khăn tắm cuốn trên người. Cô vội vã chốt cửa rồi đi vào nhà tắm thay đồ. Nhìn những vết đỏ vương trên tấm ga trải giường, cô thấy lòng mình quặn thắt. Thế là từ hôm nay cô thành đàn bà, một người đàn bà đúng nghĩa. Đang chuẩn bị đi ra, nghe tiếng gì gì phát ra từ điện thoại di động. Vì hôm qua để âm nên giờ nó rung lên thôi chứ không có kêu. Cầm máy lên nghe, đầu dây bên kia một giọng lo lắng. Thương à, phải mẹ không đấy? Mọi chuyện sao rồi? Nói tao nghe đi, đừng làm tao sợ. Nói đi chứ hả? Thương cố nén dòng nước mắt trực tràn. Lúc này đây, khó khăn lắm cô mới trả lời được hằng. Tao đây mày ơi. Tao mất tất cả rồi, tao chẳng còn gì nữa cả. Tao là con đàn bà đáng khinh rồi. Bên kia tiếng hằng quát lên. Mày điên à? Mày ở đó đúng không? Nói, đêm qua có sao không? Đừng nói với tao mày bị sang chấn tâm lý ra vụ đó. Thế đối tác kia đi đâu rồi? Đi rồi. Hằng định hỏi nữa nhưng sợ làm Thương đau thêm. Cô mới giục giã bạn. Thế về đi, bắt xe về rồi nói. Vẫn còn có tao ở bên mà, mày đừng có buồn. Gã đó có làm đúng hợp đồng không đấy? Ừ, anh ta sòng phẳng không thiếu một xu. Nửa tiếng sau, chiếc taxi chở Thương về đến phòng trọ. Hằng chắc vì lo cho bạn nên đứng ở cửa chờ sẵn. Thấy Thương bước xuống, cô đi đến định dìu bạn vào trong. Thương đẩy tay Hằng rồi sau đó đi vào phòng. Cô cứ thế nằm vật ra giường. Và lúc này nước mắt được thể tuôn ra.
Những tiếng khóc nghẹn ngào đồng thời bùng phát. Hằng biết nỗi đau mà Thương phải chịu, liền vỗ về an ủi bạn. Không ai trách mày đâu, dù mọi chuyện sẽ qua, đừng để ý đến nó nữa. Hãy coi đó là tai nạn ngoài ý muốn được không mày? Sau hồi tủi thân khóc lóc, Thương ngẩng lên nói với Hằng. Mày có biết ai mưu chính tao không? Hằng tròn mắt lắc đầu. Nhưng khi Phương nói tên người đó, chính cô chết sững. Là anh chàng soái ca đã cứu bọn mình khỏi cái tên mấy thằng du côn bữa trước ý. Ai? Là Hoàng Hùng à? Ừ, chính là anh ta đấy. Hằng nắm tay Thương lắc lắc. Không lý nào trùng hợp thế chứ. Anh ta chưa vợ giàu có, rõ ràng anh ta cố ý giúp mày đấy. Có thể anh ta có tình cảm với mày nữa. Này, mày người đó là Hoàng Hùng chứ không phải ai khác, coi như cũng được an ủi chứ. Một tháng sau, Thương nỗ lực nhờ bác sĩ tìm giúp thận cho ba, nhưng xem ra việc này không hề dễ dàng. Người hiến thận quá ít, kể cả các đầu mối buôn bán nội tạng cũng chưa tìm được. Nhìn ba ngày một tiểu tụy trên giường bệnh, cô lo lắm. Việc chạy thận chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, còn về lâu về dài, muốn cho ba khỏi bệnh chỉ còn cách phải thay thận. Cứ tưởng có tiền trong tay có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô tưởng. Vậy là cuối cùng ba cô vẫn phải chạy thận, mong mỏi chờ đợi một trái thận mới. Cầu mong phép màu đến với ông Phúc và Thương sẽ không phải uổng phí đánh đổi trinh tiết của mình. Trong khi ấy, tại biệt phủ Hoa Hồng xảy ra một chuyện không ai có thể ngờ. 4 giờ sáng, trong khi mọi người say giấc, tiếng kêu thất thanh của con Vân. Ôi dồi ôi, ông ơi, bà bị sao ấy ông ơi? Ông Phong lúc này đang ngủ cùng bà Cẩm Tú, nghe vậy vục ngay dậy hốt hoảng hỏi cái con người làm. Mày nói gì, bà bị làm sao? Ôi dồi ôi, bà bất tỉnh nhân sự ông ơi, ông đến xem này, con thấy bà ngất rồi. Ông Phong chạy đến cạnh phòng bà, sau đó bà hai cũng lập cập chạy theo. Đi vào trong, dưới nền vương vãi đầy những viên thuốc, bà cả nằm sóng xoài dưới nền sàn gỗ. Lúc nãy, nghe tiếng Hùng cũng chạy vào. Thấy mẹ như vậy, anh vội bế xốc bà lên giường. Để con đưa mẹ đi cấp cứu, chắc mẹ uống thuốc ngủ quá liều rồi. Úi dồi ôi, khổ không cơ chứ, bà chủ ơi. Trời đất ơi, sao bà dại dột thế này chứ. Để em theo vào viện nhé. Em theo vào với chị hai xem sao ạ. Ở phòng rên rỉ, hồi anh lái xe chở mình và bà hai đi luôn. Bà Thu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. May được phát hiện kịp thời, bà được các bác sĩ rửa ruột, hiện đang được ở trong phòng chăm sóc. Bà cũng tỉnh, nhưng chắc còn mệt, mắt cứ nhắm thiêm thiếp chưa nói năng gì. Đợi lúc lâu, bà Thu mới mở mắt, liếc nhìn một lượt trong phòng, rồi dừng lại ở chỗ Hoàng Hùng, khó nhọc lên tiếng. Thằng bất hiếu, tại mày cả, mày đi đi. Tao không muốn nhìn thấy mày. Cả ông Hoàng Phong và bà Cẩm Tú trố mắt ngạc nhiên. Không ai nghĩ bà cả có thái độ đó với con trai. Không lẽ Hùng là nguyên nhân khiến bà bị vậy? Anh tính đến chỗ mẹ. Mẹ đang không khỏe, hãy nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào mẹ khỏe rồi về nhà, mẹ nói gì con cũng được. Bà Minh cảm thấy chưa thỏa mãn, bà tức giận nói. Còn mỗi đứa con trai dạy không được, mày để tao chết đi. Như thế mày mới cam lòng mà. Mày đi đi, mày ra khỏi đây đi. Sợ bà Thu xúc động không tốt cho sức khỏe, ông Phong quay ra nói với con trai. Thôi con về trước, mẹ con đang mệt, mọi chuyện cứ để về nhà rồi nói. Ba sẽ nói chuyện với con sau, con về đi. Hùng buồn bã đi ra. Anh không ngờ sự thể thành thế này. Chiều qua, bà Thu lần nữa ép anh bằng được kết hôn với Tú Anh. Hùng không thể nghe theo yêu cầu vô lý đó của mẹ. Anh nói rõ bản thân không hề yêu Tú Anh, cũng không muốn bị ép buộc, nhưng vì chiều lòng mẹ, anh phải chấp nhận. Sau yêu cầu của ba mẹ là anh yêu cầu để cho anh 1 năm cơ mà. Bà Thu thừa biết đó là kế hoãn binh của anh. Bà nghĩ nếu đồng ý với yêu cầu của Hùng, biết đâu 1 năm sau anh đùng đùng thay đổi, lúc đó trở tay không kịp. Càng để lâu càng khó bề xoay chuyển. Bà cũng thừa hiểu bản tính cứng đầu của đứa con này. Ngay từ bé, Hùng bộc lộ tính cách cá tính, anh không dễ khuất phục trừ khi mình sai. Chiều qua bà thiếu nước cãi nhau với con, cuối cùng Hùng im lặng bỏ đi. Bà đành phải dùng đến hạ sách này, mau lay chuyển được thằng con khó bảo. Và lần này bà thành công rồi. Ngay khi Thu ra viện, ông Phong triệu tập cuộc họp gia đình. Không cần nói, bà hai cũng biết việc liên quan đến Hùng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bà Thu,
và sự tức giận của ông Phong đủ nói lên điều đó. Hôm nay Hùng đang điều hành công ty ở Sài Gòn, nhưng ông Phong bắt anh về Bình Dương gấp. Sau khi mọi người tề tựu đông đủ trong phòng khách, ông Phong lên tiếng: "Tôi triệu tập cuộc họp gia đình, không ai vấn đề gì khác, đó là ngoài chuyện của thằng Hùng. Có hai bà ở đây, tôi thấy không cần nhắc lại chuyện buồn vừa rồi. Nhưng chuyện kết hôn của Hùng thì cũng không thể trì hoãn được. Con có biết chính thái độ ngang bướng của mình suýt làm mẹ con mất mạng không?" Hùng không nói gì. Em biết nói gì nữa khi bản thân đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lực bất tòng tâm. Thôi thì mặc kệ ba mẹ định đoạt. Sau khi ông Phong nói xong, Hùng đành lên tiếng: "Con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi vì làm ba mẹ buồn và ảnh hưởng sức khỏe. Giờ tùy ba mẹ tính sao, con cũng đồng ý. Mà thôi mẹ nghỉ đi, mẹ đang mệt, ngồi nhiều không tốt đâu." Bà Minh Thu không nói gì, chỉ đưa mắt cho ông Phong. Bị ông chốt luôn: "Thôi được rồi, tối với mẹ anh đi xem ngày. Khả năng đám cưới được tổ chức tháng sau, sẽ không có sự thay đổi nào cả. Anh có một tháng để chuẩn bị. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì không hay nữa đâu. Nhớ đấy nhá." Đợi anh đi rồi, ông quay sang nói với bà Thu: "Cả bà nữa, bà chú ý giữ thể diện cho cái gia đình này đi. Bà đừng làm những chuyện quá quắt như thế." Bà lừa mắt nhìn ông rồi không nói gì cả. Thực sự một câu nói mang đầy hàm ý đe dọa, có sức nặng ngàn cân đối với Hùng. Anh bỏ về phòng chốt cửa, nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt lại. Lát sau lại lấy điện thoại ra coi. Bàn tay di di trên đó dừng ở bức ảnh. Là một người con gái, tuy được chụp buổi tối và dưới ánh đèn màu, nhưng công nhận cô rất đẹp. Hùng nhìn xoáy bức ảnh rất lâu rồi buông điện thoại. Anh thở dài ngao ngán: "Cuộc đời không lẽ chính thức thay đổi từ đây à?" Hôm nay là ngày đặc biệt của Thương và Hằng, ngày các cô nhận bằng tốt nghiệp, chính thức giã từ đời sinh viên. Cả bọn sau khi rời trường rủ nhau đi nhà hàng xà láng một bữa. Lan Thi nói: "Từ giờ mỗi đứa là một nơi, có thể không còn thời gian ngồi lại với nhau. Hôm nay bọn mình cứ tẹt ga đi nhở, chẳng mấy khi thoải mái thế này. Đập phá một bữa cho đã đi mấy bồ ơi." Những tiếng nhao nhao hưởng ứng nổi lên. Cả bọn kéo nhau đến quán ăn gần đó. Gọi là nhà hàng cho sang, chứ thực ra đó là quán ăn tập trung toàn giới bình dân à. Có khoảng gần chục cô gái, không có con trai, nên mọi người thoải mái ăn uống trò chuyện, không e ngại gì cả. Cả món ăn cũng được bày la liệt trên bàn, nhìn rất hấp dẫn bắt mắt. Hôm nay cả bọn thống nhất ăn hải sản. Bình thường chỉ ngửi thấy mùi tôm hay gẹ nướng, Ngân Thương thèm muốn giỏ dãi. Vậy mà hôm nay tự dưng thấy mùi này, cô lại thấy lợm giọng, ọe khan mấy lần. Thấy vậy Hằng mới hỏi: "Sao mày ọe thế? Mộ không khỏe à?" "Chả hiểu sao, thấy rộn hết cả người ấy. Ngửi mấy cái mùi này, tao chỉ muốn ói thế mẹ ạ." "Bình thường mày hay bị trào ngược dạ dày mà, kéo đói quá đấy. Đây, ăn con tôm này vào đi, để tao bóc cho nhá." Nhưng khi Thương vừa đưa con tôm lên miệng, lập tức cô bụng miệng rồi chạy nhanh vào toilet. Vì trong người chưa ăn gì, cô ói ra chỉ toàn nước và dịch vàng. Được một lúc cô đi ra, mấy cô bạn thấy mặt Ngân Thương giờ xanh như là tràm đổ ấy. "Ôi dồi ôi, hay trúng gió nhở, thấy mặt mày xanh lắm Thương ạ." Thương xua tay nói cho các bạn yên tâm: "Không sao đâu, chắc do mình bị trào ngược dạ dày nên mới vậy. Mọi người ăn uống tự nhiên đi nhá, cứ kệ mình." "Thế thì càng phải ăn vào đi, đói quá dạ dày mới đau. Không ăn được tôm, ăn gà mực nướng, còn nhiều món khác mà. Mày phải chú ý không được chủ quan sức khỏe đâu." Nhưng mặc bạn bè chăm sóc, Thương cũng không thể động đũa nổi, nhìn món nào cũng như kiểu bị dị ứng ấy. Đám bạn cũng cảm thấy ái ngại, sợ vì mình cả bọn mất vui. Ngân Thương lên tiếng: "Thôi mặc kệ, để mình ăn cháo thôi vậy." "Không ăn được món nào trong này à? Tiếc thế, toàn món ngon. Thế để ta bảo phục vụ mang cháo ra cho mày. Kiểu này không ăn được cháo hải sản rồi." Người đang nói xong ngoắc tay gọi phục vụ. Một em trẻ mang đi đến: "Dạ, các chị cần gì thêm ạ?" "Ở đây có cháo gì em nhở? Bạn chị không ăn được hải sản vì đang bị đau dạ dày." "Dạ, quán em có cháo tim cật với cả cháo bồ câu." Hàng ghé tai Ngân: "Mẹ ăn cháo bồ câu cho khỏe, tự dưng nhìn rớt mùng tơi ra thế kia." Cũng may khi cô phục vụ mang tô cháo bồ câu, Thương lại ăn ngon lành. Các cô cựu sinh viên bắt đầu trò chuyện rôm rả, ai cũng nói về dự định tương lai của mình. Chỉ có Ngân mỉm cười, nghĩ cô mệt nên mọi người cũng không tra hỏi gì cô. Sau khi bữa ăn trôi qua, Hằng và Thương ở cùng một chỗ, sau đó cùng lên xe. Lúc về, Thương ngồi sau cho Nguyệt Hằng chở.
cứ tưởng tình trạng nôn ói của Thương chấm dứt. Ai dè sáng hôm sau và trưa hôm đó cô đều bị triệu chứng làm phiền. Bấy giờ Hằng nhìn thẳng vào mặt Thương. Này, tao hỏi mày nhá, mày phải nói thật. Tao thấy mày giống triệu chứng người có bầu ấy. Tháng này mày không thấy báo động đỏ à? Hằng nói xong, Thương thoáng giật mình. Mày nói tao mới nhớ, tháng này chưa thấy gì cả. Bình thường chu kỳ của tao cũng không đều nên tao cũng không để ý. Trời thần linh ơi, mày chủ quan thế con danh này. Thế cái hôm quan hệ với chàng kia ấy, mày có dùng áo mưa không đấy? Thường lúc này mặt tá lại ấp úng. Thôi chết rồi, tao quên không chuẩn bị cái đó. Ui, tao quên khuấy không nghĩ ra vụ đó. Mà anh ta mới phá trinh tao lần đầu tiên, sao có thể có chứ? Mày ngây thơ thế em gái, học môn sinh lý mà như con gà mờ. Mày không thấy nếu quan hệ đúng ngày rụng trứng một phát ăn luôn à? Tao nghi lắm mày ạ. Giờ Thương mới thấy sợ, đúng là triệu chứng mấy ngày nay cô gặp phải rất giống người có bầu. Nếu đúng vậy biết làm sao bây giờ? Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, chỉ biết cầu trời chứ biết làm sao. Mày ngồi im chờ tao nhé, tao ra kia mua cho cái que thử thai về biết liền. Lát sau, Hằng cầm cái túi ni lông màu đen, trong đó đựng hai cái que stick, rồi dúi vào tay Thương. Thử luôn đi, tao mua hai que dự phòng, cầu mong không như chúng mình nghĩ. Thương mở túi bóng, cầm theo cái ly nhỏ đi vào lấy nước tiểu. Đoạn cô cắm cái que thử, một tay chạy lên ngực, cảm nhận trái tim đập loạn cả lên. Những giây phút hồi hộp chậm rãi trôi qua. Một vạch đỏ đầu tiên hiện ra, thế rồi cái vạch thứ hai nó lù lù sau đó. Thường như không tin nổi vào mắt mình, cô choáng váng đứng không vững, phải bấu tay vào khung cửa. Hằng ơi, tao chết mất. Hằng vội lao vào, nhìn cái que mà Thương cầm trên tay, nó giật mình nhìn xoáy vào đó, miệng lắp ba lắp bắp. Vậy là mày có thai rồi đấy, bây giờ tính sao? Tao không biết nữa. Nguyễn Hằng không do dự nói luôn. Thôi, kiểu này phải bỏ rồi, mới trễ kinh một tháng, tuổi thai không lớn, phải giải quyết nhanh thôi. Bọn mình có cả tương lai phía trước, mày quyết đi, mai tao trở đi bệnh viện. Thường bỗng thấy một cảm giác thiêng liêng ùa về, bất giác cô đặt tay lên bụng. Nhưng mà tao không muốn bỏ đứa bé, nó có tội gì đâu, nó là con tao mà, bỏ đi có phải giết người không mày? Trời đất, thời đại nào rồi mày suy nghĩ nặng nề như thế. Đành rằng đứa bé không có tội, nhưng giờ nó vẫn chưa thành hình, mày giải quyết ngay đi thì không có cảm giác áy náy. Chứ để lại lấy gì nuôi nó? Bọn mình vừa ra trường, công việc hiện tại đâu cho phép mày mang thai. Mày nghĩ vấn đề này chưa? Rồi chưa chồng mà lại có thai rồi đẻ con, biết là nói thế nào? Nhưng tao không thể. Bà bỏ đứa bé, tao không nghĩ tới chuyện này. Dù thế nào tao cũng phải giữ nó lại mẹ ạ. Ngẫm nghĩ một lát, chợt Nguyễn Hằng nắm tay Thương. Tao nghĩ ra rồi, nếu mày quyết định giữ con lại chỉ còn một cách, đó là tìm ba đứa bé, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Thương sửng sốt. Mày điên à? Anh ta đâu phải người cưỡng hiếp tao, chỉ là thỏa thuận mua bán và tao cũng chấp nhận. Mọi chuyện thế này coi như rủi ro đâu để trách anh ta, hay là bắt đền anh ta được chứ? Nhưng dù sao cũng là máu mủ của anh ta. Tao thấy những gia đình đại gia họ quý con quý cháu, nếu may mắn đứa bé này là con trai, biết đâu một bước lên bà đấy mày ạ. Lên bà gì? Thì bà phu nhân bà chủ chứ gì. Thôi, tao xin mày đừng nói chuyện này nữa. Trước mắt giữ kín chuyện này giúp tao. Tạm thời bụng chưa to, tao vẫn có thể đi làm, cố gắng tranh thủ cày kiếm ít tiền để sinh con. Tuy Thương quyết tâm vậy, nhưng Hằng thấy mọi việc không đơn giản. Nhất là với một người như Thương, vừa chân ướt chân ráo ra trường, tương lai sự nghiệp chưa có, giờ vướng thêm đứa con, khác nào tương lai mới mở ra lập tức đóng sầm lại trước mặt. Đấy là chưa kể nuôi con. Một đứa con khôn lớn ở thành phố này có bao giờ là điều dễ dàng, lúc cũng đau dở dời nữa chứ. Nhưng cô không phải Thương, dù rất lo cho bạn, Hằng cũng không thể quyết định thay cho cô. Và các bạn thân mến, những diễn biến rất bất ngờ của chuyện sẽ có ở nội dung tiếp theo ở tập 2. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn sau khi lắng nghe tập 1 ở dưới phần bình luận. Cũng như là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Mai và team truyện lắng nghe rất nhiều câu chuyện trên kênh. Và đừng quên tiếp thêm động lực nữa bằng cách là có thêm thật nhiều lượt đăng ký các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.